Thiên đạo đồ thư quán Trương Huyền. Chương 241, lời đồn đại về Trương Huyền, hạ 1. Ta cũng lần đầu tiên nghe nói về vị Trương Huyền lão sư này, nên đặc biệt tìm người nghe nóng, mới biết được thân phận của hắn. Hắn chẳng những không là lão sư sao kim, còn luôn bị người lên án. Nhớ tới nội dung nhìn thấy được trước đó, Thẩm Truy bệ hạ đến bây giờ cũng có chút không dám tin tưởng, cười gượng lắc đầu, không nhịn được hỏi. Các ngươi biết, danh tiếng của vị Trương lão sư này ở học viện trước đó là gì không? Còn có danh tiếng sao? Là cái gì vậy? Ba vị danh sư cảm thấy hứng thú, không nhịn được nhìn lại. Là, phế vật. Thẩm Truy bệ hạ nói. Phế vật. Ba sư đưa mắt nhìn nhau. Đúng vậy, có người nói vị Trương Huyền lão sư này trong đánh giá sư giả được không điểm, còn dạy một học sinh tẩu hỏa nhập ma, được gọi là lão sư tệ nhất Hồng Thiên học viện từ trước tới nay. Thẩm Truy bệ hạ nói. Đánh giá sư giả được không điểm. Dạy học sinh tẩu hỏa nhập ma. Người như thế làm sao còn có thể ở lại đội ngũ lão sư? Hơn nữa, nếu kém như vậy, Lục Tầm và hắn so tài làm gì? Ba danh sư đều có chút choáng váng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trước đó không nói Trương Huyền này có bao nhiêu sai lầm. Chỉ nói Lục Tầm, người đường đường là lão sư sao kim, người đứng đầu của Hồng Thiên học viện, so tài với ai không được, lại so tài với một lão sư đánh giá sư giả được không điểm. Cái đó cùng thi chạy với người què, thi thính lực với người điếc có gì khác nhau? Thắng được cũng không vẻ vang gì. Huống gì nếu chẳng may không thắng được. Ba vị hãy nghe ta nói hết đã. Đây chỉ là cách gọi hắn trước đó. Hơn 10 ngày trước, xuất hiện chuyển hướng. Thẩm Truy bệ hạ nói tiếp. Một lão sư tên gọi là Tào Hùng bởi vì cùng hắn tranh đoạt một học viên, tiến hành học tâm tra hỏi, vốn tưởng rằng nắm chắc, kết quả lại xuất hiện kết cục khiến người ta trợn mắt há hốc mồm. Vị Trương Huyền lão sư này, không chỉ không phải lão sư phế vật cái gì cũng không biết, còn là một vị cao thủ, tu vi đạt tới ích huyệt cảnh, còn làm cho mức độ học sinh tín nhiệm hắn đạt tới 64 điểm. Học tâm tra hỏi mặc dù bị Hồng Thiên học viện cố ý ép xuống tin tức, nhưng làm quốc vương bệ hạ của Thiên Huyền Vương quốc, muốn điều tra ra, vẫn rất đơn giản. Chi tiết và nội dung ngày đó, hắn biết rất rõ ràng, nói ra một năm một mười. Học sinh mới thu nhận, độ tín nhiệm 64. Đã đạt được tiêu chuẩn của danh sư, điều này, sao có thể như vậy được? Không đến 20 tuổi, tu vi ích huyệt cảnh, thật là thiên phú lợi hại, cho dù danh sư chỉ điểm học viên, chẳng qua cũng chỉ như vậy. Lợi dụng tẩu hỏa nhập ma, giải trừ tai họa ngầm khóa mạch trời sinh, cũng khiến cho học sinh hơn 10 phút lại từ võ giả nhất trọng đột phá đến nhị trọng. Ba vị danh sư ngươi nhìn ta nhìn ngươi, dù thế nào cũng có cảm giác như đang nằm mơ. Không mấy tin tưởng, lão sư trẻ tuổi vì không phá hỏng danh tiếng của học viện, chịu nhục, cam tâm tình nguyện gánh danh hiệu phế vật, kết quả còn bị người ta đánh vào mặt, lúc này mới thuận thế phản kích. Nếu như mấy tin tức này đều là sự thật, phẩm chất của vị Trương Huyền lão sư này rất cao thượng. Trang Hiền không nhịn được cám thán. Bị người vu oan hãm hại không phản bác, đơn giản là e ngại mặt mũi của học viện. Loại này lòng dạ và phẩm hạnh chức nghiệp này, cho dù là bọn họ, cũng khó có thể làm được. Huống gì là một người thanh niên chưa đủ 20 tuổi. Ta đã đặc biệt phái người đi hỏi thăm công hội sư giả, nhận được câu trả lời chính xác. Thẩm Truy bệ hạ cũng biết mọi người không tin, ngoắc tay, từ trong tay của thái giám lấy ra một lá thư. Đây là Mạc trưởng lão của công hội tự tay viết, nội dung trong đó giống như những gì ta mới vừa nói. Mời các vị xem. Nói xong, hắn đưa lá thư tới. Đám người lưu lăng tiếp nhận, liếc mắt thoáng nhìn, đồng thời gật đầu. Đây là giấy viết thư của công hội sư giả, phía trên có con dấu của công hội, không có khả năng sai được. Bằng không, chức nghiệp của Mạc trưởng lão cũng sẽ phải bị liên lụy. Không nghĩ tới Hồng Thiên học viện còn ẩn giấu một nhân tài như vậy. Ánh mắt lưu lăng nhất thời sáng lên. Ban đầu hắn dự định thu nhận Lục Tầm làm học đồ. Sau khi nhìn thấy bản thân người này, hắn có chút thất vọng. Lúc này nghe được sự tích truyền kỳ của vị Trương lão sư này, hắn nhất thời lại thấy hứng thú. Đức tính cao thượng, không tính toán được mất, vì học sinh khổ tâm cô nghệ, thậm chí không tiếc gánh danh xấu trên lưng. Loại lão sư này, ta cũng muốn tận mắt nhìn thấy thấy. Trang Hiền cũng không nhịn được xúc động. Danh sư hy vọng chọn được học đồ, không chỉ dạy học tốt, danh tiếng lớn, phẩm chất cũng là một phương diện rất lớn. Không có phẩm chất tốt đẹp, thu nhận được một kẻ bạch nhãn lang.
cho dù thiên phú có tốt lại có ích lợi gì. Bẩm báo bệ hạ, bên ngoài có người cầu kiến. Mấy người đang xúc động, một tên hộ vệ lại đi nhanh đến. Người nào? Là quản gia của Triệu Thành chủ Bạch Ngọc Thành, Diêu Hàn. Hộ vệ nói. Để cho hắn tiến vào. Thẩm Truy bệ hạ gật đầu. Triệu Phong thành chủ là quan lớn một phương được hắn tín nhiệm nhất. Diêu Hàn là dòng chính của người này. Hai bên có biết nhau. Diêu Hàn ra mắt bệ hạ. Thời gian không lâu, một người trung niên đi nhanh đến, quỳ ở dưới đất. Đó chính là Diêu Hàn. Diêu tướng quân mời đứng lên. Thẩm Truy bệ hạ lên tiếng. Mặc dù bây giờ Diêu Hàn chỉ là một quản gia, trên thực tế trước đây từng theo Triệu Phong thành chủ Nam Chinh Bắc Chiến, từng làm đến vị trí tướng quân. Tướng quân lúc này qua, có phải Triệu Phong thành chủ có chuyện gì bẩm báo hay không? Biết đối phương không có khả năng không có việc gì chạy đến vương cung nói chuyện phiếm, Thẩm Truy bệ hạ hỏi. Chương 242, lời đồn đại về Trương Huyền, hạ 2. Hồi bẩm bệ hạ, thành chủ chúng ta dự định mấy ngày nữa tới vương thành một chuyến, đặc biệt sai ta xin chỉ thị của bệ hạ. Diêu Hàn nói, Triệu Phong làm quan lớn một phương, không có khả năng thoải mái giống như người bình thường, nói đi là đi. Cho dù muốn đến vương thành khẳng định cần phải sớm xin chỉ thị. Nếu không, len lén qua, một khi để cho bệ hạ biết được, chính là đại nghịch bất đạo. Tới vương thành, Thẩm Truy sửng sốt. Vâng, tiểu thư bái Trương Huyền lão sư. Trương lão sư vì giúp nàng mở ra thể chất đặc biệt sát hạch luyện đan sư, tìm kiếm Hàn Dương mẫu thảo chân quý, cũng mua đan dược tam phẩm phá âm đan cho nàng dùng. Ân tình thật sự quá lớn, thành chủ quyết định qua trực tiếp cảm ơn. Diêu Hàn trả lời, bái Trương Huyền làm lão sư, Hàn Dương mẫu thảo, phá âm đan. Mọi người vừa thảo luận đến Trương Huyền, lúc này nghe hắn nói như thế, tất cả đều sửng sốt. Thẩm Truy bệ hạ cũng không nhịn được nói. Rốt cuộc có chuyện gì, nói tỉ mỉ một lần. Vâng. Diêu Hàn gật đầu, liền kể lại tỉ mỉ một lượt rất nhiều chuyện từ khi Trương lão sư thu đồ đệ Triệu Nhã như thế nào, lại làm thế nào nhìn ra thể chất đặc biệt của nàng, cũng sát hạch luyện đan sư. Người khác có khả năng hiểu biết lơ mơ đối với việc này. Nhưng hắn bị đối phương đánh cho giống như đầu heo, đặc biệt điều tra tỉ mỉ, biết rõ ràng tất cả. Khi nói ra, không có chút sai lầm nào. Ngươi nói, Trương Huyền lão sư này sát hạch luyện đan sư nhất tinh thành công sao? Không chỉ có như vậy, vì đám học sinh đột phá, dùng nhiều tiền mua đan dược linh dịch. Thậm chí, đặc biệt vì bọn họ lượng thân làm theo yêu cầu sáng tạo công pháp. Không cầu hồi báo. Dốc hết tâm huyết sáng tạo võ kỹ, nhiều ngày không chợp mắt, cho nên nằm ở trên ghế lại ngủ. Nghe Diêu Hàn nói xong, ba đại danh sư mỗi một người mở to hai mắt nhìn, siết chặt nắm đấm. Lão sư, nhiệm vụ căn bản nhất là vẫn là truyền đạo, thụ nghiệp, giải thích nghi hoặc. Nếu như ngay cả học sinh cũng không coi trọng, chắc chắn sẽ không phải là lão sư tốt. Vị Trương Huyền lão sư này vì học sinh của mình, bỏ ra nhiều như vậy. Thậm chí còn không cho học sinh được biết, loại phẩm chất này, cho dù là bọn họ chính tai nghe được, cũng chấn động kinh ngạc không thể tăng thêm được nữa. Mấu chốt nhất chính là, không ngờ thông qua luyện đan sư sát hạch, thành một vị luyện đan sư chính thức. Sát hạch danh sư, cần phải có những chức nghiệp trợ giúp khác. Trở thành luyện đan sư chính thức, nói cách khác, nếu như thu nhận hắn làm học đồ, chỉ cần chăm sóc dạy bảo một chút, sẽ có tư cách sát hạch danh sư. Mắt của ba đại danh sư càng lúc càng sáng. Danh sư có thể chỉ điểm cho người, đầu tiên lượng tri thức phải rất khủng khiếp mới được. Thứ hai, sẽ đặc biệt tinh thông đối với những chức nghiệp khác. Thậm chí có thể trở thành một thành viên chính thức, nếu không cũng không có khả năng chỉ điểm cho người ta. Luyện đan sư là một trong những ngành nghề đỉnh phong nhất trong thượng cửu lưu. Trở thành luyện đan sư chính thức, nếu như lại phối hợp với chất lượng dạy học và hệ thống tri thức không tệ, chẳng khác nào có tấm vé tiến vào điện phủ danh sư. Loại lão sư này, cho dù ở vương quốc nhị đẳng, thậm chí nhất đẳng, cũng là đối tượng được không ít danh sư tranh đoạt. Dù sao học sinh cũng là danh sư, đối với danh tiếng của bản thân cũng có trợ giúp rất lớn. Có thực lực, bị người vu oan hãm hại, vì lấy đại cục làm trọng cam tâm nhẫn nhịn. Giảng dạy học sinh, có can đảm thử tân pháp, bị người hiểu nhầm, không kiêu ngạo không nóng nảy. Tuổi còn trẻ, tri thức uyên bác, lại tình nguyện che giấu, không phù phiếm, không giả vờ. Vì học viên, cò bỏ qua tất cả, đây thật là hạt giống danh sư tốt nhất. Lưu Lăng càng nói mắt càng sáng lên. Trang sư, Trịnh sư, nếu Hồng Thiên học viện có lão sư tốt như thế, có thể theo ta đi xem hay không?
Lưu sư nói gì vậy? Làm sao có thể là cùng ngươi đi xem? Chắc hẳn là theo ta đi xem. Nhân vật như vậy, có lẽ là học đồ trợ giáo ta vẫn luôn tìm kiếm. Trang sư cười khanh khách nói. Ta hiểu biết cực lớn đối với luyện đan, cũng là luyện đan sư chính thức. Hắn trở thành học đồ của ta mới là điều kiện phối hợp tốt nhất. Trịnh Phi nói chen vào. Nghe được Trương Huyền nhiều như vậy ưu tú sự tích, ba đại danh sư cũng không nhịn được nữa. Lão sư muốn cùng danh sư làm tốt quan hệ, danh sư cũng hy vọng có thể nhận được lão sư tốt làm như mình học đồ. Vị Trương Huyền này, phẩm chất cao thượng, vì học sinh không tiếc tất cả, tiềm lực mạnh hơn Lục Tầm kia rất nhiều. Ba đại danh sư làm sao không động tâm được. Điều này, nhìn thấy được ba sư tranh đoạt, không ai nhường ai, Thẩm Truy bệ hạ, Diêu Hàn đều ngẩn người ngay tại chỗ. Người khác đều chen vỡ đầu muốn được danh sư liếc mắt nhìn thêm một lần. Kết quả vị Trương lão sư này thì hay rồi, ba đại danh sư còn chưa nhìn thấy người, lại tranh cướp túi bụi. Chỉ có điều, suy nghĩ một chút về rất nhiều sự tích của hắn. Loại thiên tài này thực sự đáng để danh sư cướp giật. Xem ra phải sớm qua lại thân thiết với vị Trương Huyền lão sư này. Trong lòng Thẩm Truy bệ hạ âm thầm có quyết định. Một người có lẽ rất có tiềm lực để trở thành danh sư, làm quốc vương bệ hạ, hắn làm sao có thể buông tha. Diêu tướng quân, người trở lại thông báo với Triệu Phong, bảo hắn cứ việc đi qua, không cần e ngại. Nghĩ vậy, hắn lập tức gật đầu đồng ý với thỉnh cầu của Diêu Hàn. Bất kể là đối với vương quốc hay đối với hắn mà nói, đây đều là chuyện tốt. Thông qua ràng buộc Triệu Nhã này, là có thể rất nhẹ nhàng trói buộc vị Trương Huyền lão sư này ở trên chiến xa của Thiên Huyền Vương quốc. Một khi vương quốc có một vị danh sư thật sự, thực lực của một nước nhất định phát triển không ngừng, thăng cấp vương quốc nhị đẳng, cũng ở trong tầm tay. Thẩm Truy bệ hạ, chúng ta quyết định đi Hồng Thiên Học Viện xem thử. Tạm thời không quấy rầy. Ba đại danh sư tranh đoạt một hồi, vẫn quyết định xem thử vị Trương lão sư này rốt cuộc có phải anh minh thần võ giống như trong lời đồn đại hay không đã. Tai nghe là giả, mắt thấy là thật, chỉ có chính mắt thấy được, mới có khả năng làm ra phán đoán chính xác nhất. Về phần đến lúc đó ai thu làm học đồ, còn phải xem ý của đối phương. Ở chỗ này cho dù tranh cướp đầu rách máu chảy, cũng vô dụng. Ba danh sư xin cứ tự nhiên. Thẩm Truy bệ hạ không dám ngăn cản, gật đầu đồng ý. Ba đại danh sư Lưu Lăng, Trang Hiền, Trịnh Phi lại không nói nhiều, bước nhanh đi ra ngoài, lao thẳng đến Hồng Thiên Học Viện. Lục Tầm. Thấy ba danh sư vì Trương Huyền rời đi, nhớ tới Lục Tầm vừa mới rời đi, Thẩm Truy bệ hạ lắc đầu. Bất kể từ tu vi, học thức, phong độ, trình độ giáo dục học sinh, cảm quan cho ba banh sư, danh tiếng truyền đến. Vị lão sư sao kim đứng đầu Hồng Thiên Học Viện này, đều thua. Thất bại thảm hại. Chương 243, hắn chính là Dương Sư. 1. Không biết phân lượng của mình ở trong lòng Thẩm Truy bệ hạ và ba danh sư đã giảm đi rất lớn, vẻ mặt Lục Tầm và Vương Siêu hưng phấn, tiếp tục đi về phía phủ đệ của Dương Sư. Trước đó bởi vì không giao tiền bị chế giễu, sỉ nhục và áp bức. Hiện tại có 300 vạn ở trong tay, xem ai còn dám ngăn cản. Một lát nữa nhìn thấy Dương Sư, đừng nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề chính, nói nguyện ý làm học đồ của hắn. Cam tâm phụng dưỡng ở bên cạnh. Lục Tầm vừa đi vừa cảnh nhắc tới cảnh tượng sau khi nhìn thấy Dương Sư một lần, cuối cùng cho ra kết luận. Loại danh sư này có thể khiến cho đám người Lưu Sư bội phục không thôi, cấp bậc khẳng định đạt tới nhị tinh thậm chí càng cao hơn. Nói quanh co lòng vòng, cùng với bị vạch trần chọc cho hắn chán ghét, còn không bằng ăn ngay nói thật. Danh sư có năng lực quan sát kinh người, tốt nhất không nên ở trước mặt người như thế đùa giỡn lòng dạ hẹp hòi. Bằng không, xui xẻo nhất định là mình. Một khi chọc cho Dương Sư chán ghét, muốn trở thành học đồ của hắn, lại càng khó khăn. Đúng vậy. Vương Siêu gật đầu. Đúng rồi, Vương Siêu, người nói Vương Sùng tiền bối học tập một bộ thương pháp mới, còn tốn không ít tiền, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên nhớ tới một việc, Lục Tầm không nhịn được hỏi. Lại mấy ngày hôm trước, phụ thân bế quan ai cũng không gặp. Ta về nhà chết sống tìm không ra. Hỏi quản gia mới biết được. Có người nói trong nhà có cao thủ tới. Đối phương chỉ truyền một chiêu thương pháp, tra lại cho mấy trăm vạn học phí. Thật không biết là thương pháp gì lại có giá trị lớn như vậy. Vương Siêu lắc đầu, trong lòng không quá cao hứng. Bọn họ là thế gia thương pháp, mặc dù có chút tài sản, nhưng thoáng cái lấy ra mấy trăm vạn, vẫn thương gân động cốt. Thật không biết cha phát điên cái gì, cho ra nhiều như vậy.
Cách nhìn của Vương Sùng tiền bối ở trên thương pháp, Thiên Huyền Vương quốc không người nào có thể vượt qua hắn. Nếu có thể lấy ra nhiều tiền như vậy, đủ để nói rõ chiêu thương pháp này hết sức lợi hại. Ngươi nhất định phải học tập thật tốt. Cái nhìn của Lục Tầm lại không giống hắn. Không ai là người ngu, Vương Sùng có thể ở Thiên Huyền Vương quốc hưởng thụ danh dự lớn như vậy, được Thẩm Truy bệ hạ thừa nhận, lý giải đối với thương đạo, tuyệt đối đạt tới trình độ khiến người ta giật mình. Loại người này khôn ngoan, còn nguyện ý dùng nhiều tiền để học tập, làm sao có thể đơn giản được. Ta cũng muốn học, nhưng phụ thân không dạy. Nghe quản gia nói, phụ thân đã lập ra quy định, chỉ có người sáng tạo thương pháp đồng ý, tộc nhân chúng ta mới có thể tu luyện. Bằng không, cho dù học trộm, cũng là tội lớn. Miệng Vương Siêu lẩm bẩm. Nói tới chuyện này, tâm tư hắn lại uất nghẹn. Không biết phụ thân điên cuồng tu luyện thương pháp tên gì, nhưng hắn biết mình không có thể học, phiền muộn là có thể tưởng tượng được. Nghe thấy sờ không được, cũng chỉ có thể cào nhau, nói cho đã nghiền. Thương pháp của vương gia trong vương quốc là có 102, là võ kỹ cao cấp nhất. Ta cảm thấy tiền bối học thương pháp chưa chắc là mạnh hơn bao nhiêu. Có khả năng chỉ là muốn thông hiểu đạo lý, lại làm đột phá mà thôi. An ủi một câu, Lục Tầm đang muốn nói tiếp, đột nhiên thấy Vương Siêu lặng lẽ ra dấu. Hắn nghi ngờ nhìn qua. Thế nào? Mau nhìn, người kia vừa rồi ra vẻ ta đây ở Vương Cung. Vương Siêu chỉ tay về phía sau. Thuận theo phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy một người trung niên đội mũ lông chồn rực rỡ đi dọc theo con đường cũng tiến về phía này. Không phải là người thích lắm mồm kia, thì là ai? Có thể cùng bệ hạ và ba danh sư ngồi chung một chỗ, tuy rằng miệng không tốt, thân phận khẳng định không đơn giản. Dừng trêu chọc, vẫn làm chính sự quan trọng hơn. Thấy bằng hữu tốt dục dịch, hình như muốn gây phiền toái, Lục Tầm căn dặn. Mặc dù trước đây hắn chưa từng thấy qua người trung niên này, nhưng dám nói xen vào ở thời điểm mình và Thẩm Truy bệ hạ nói chuyện với nhau, địa vị nhất định không đơn giản. Chỉ có điều, vậy thì tính sao? Hai người bọn họ làm lão sư sao kim, phía sau cũng có gia tộc lớn làm chỗ dựa, được tính là nhân vật phong vân có tên tuổi trong cả Thiên Huyền Vương Thành. Bối cảnh lợi hại hơn nữa ở trước mặt những người bọn họ, cũng không tính là cái gì. Ừ, ta biết, chỉ có điều, tại sao ta lại có cảm giác hắn đang theo dõi chúng ta? Vương Siêu có chút kỳ quái, lại liếc nhìn về phía sau. Hai người nói một hồi đã rẽ qua được mấy con phố. Người này lại vẫn theo ở phía sau. Không phải theo dõi thì là cái gì? Có thể cũng muốn thăm hỏi Dương Sư. Đừng nói chuyện nữa, tôn quản gia vừa vặn ở trước cửa, qua nộp tiền đi. Lục Tầm lắc đầu, không muốn gây sự ở dưới tình huống bái sư. Qua hai lối rẽ, phủ đệ của Dương Sư lại xuất hiện ở trước mắt. Vẫn có không ít người đang xếp hàng. Tôn Cường quản gia vừa vặn đã ở đó. Vương Siêu không nói thêm gì nữa, ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt tự hào chen vào đám người đi tới phía trước phủ đệ. Hắn đưa ra 300 vạn kim tệ vừa mượn tới. Tôn quản gia, đây là phí dụng để hai người chúng ta thăm hỏi Dương Sư. Lần này có thể để cho chúng ta tiến vào chứ? Không phải mới vừa chế giễu chúng ta không có tiền là quỷ nghèo sao? Nửa canh giờ ngắn ngủi chúng ta lại cầm tiền tới. Cái này gọi là... đánh vào mặt ngay trước mặt mọi người. Trong lòng hắn ảo tưởng ra sắc mặt Tôn Cường đại biến, lập tức thay đổi thái độ đối với hai người, cúi đầu khom lưng. Chỉ thấy người béo mập cách đó không xa nhăn mày lại, đầu cũng không chuyển, bàn tay to mập mạp không nhịn được ngăn. Đừng nói nhảm nhiều như vậy nữa. Vừa rồi ta không phải đã nói sao. Từ giờ trở đi, Dương Sư không tiếp nhận kim tệ. Nhiều hơn nữa cũng không được. Không có đọc đến tên, tận dụng thời gian cút đi. Đừng ở chỗ này quấy rối. Ngươi, lửa giận từ từ dâng lên, Vương Siêu thiếu chút nữa nôn ra máu. Làm một trong những thành viên đỉnh ở trên vòng đỉnh phong của Thiên Huyền Vương quốc, đi tới chỗ nào cũng được người tôn kính. Ngay cả Thẩm Truy bệ hạ cũng phải lấy lễ đối đãi. Ngươi một quản gia nho nhỏ, thậm chí ngay cả câu cút đi cũng nói liên tiếp hai lần. Lửa giận mãnh liệt khiến cho hắn sắp nổ tung, tức chết. Tôn Cường, ngươi biết đang nói chuyện cùng ai sao? Sắc mặt hắn tái xanh, hàm răng nghiến lại vang lên những tiếng két két. Hắn đi vài bước đến trước mặt. À, hóa ra là Vương Siêu lão sư. Lúc này mới nhìn rõ bộ dáng của hắn, Tôn Cường vừa nâng mí mắt lên. Thế nào, lần này có tiền rồi sao? Chương 244, hắn chính là Dương Sư. 2. Trước đó cảm thấy đối phương là lão sư sao kim, còn có chút e ngại. Thấy đến lão gia cũng không thèm quan tâm, hắn đã biết.
lão sư sao kim gì đó, quan lớn phóng khoáng lạc quan, căn bản không có là gì cả. Ngoan ngoãn nghe theo phân phó, sẽ giúp ngươi nói nhiều thêm một câu. Nếu không, thân phận gì cũng không có tác dụng. Hắn không trả lời còn tốt, vừa hồi đáp, Vương Siêu càng tức giận, suýt nữa lập tức ngất đi. Trời à! Ánh mắt khi dễ của ngươi như vậy là cái quỷ gì? Cái gì gọi là lần này có tiền? Ngươi không biết, nghe ngươi nói như thế, còn tưởng rằng ta tới thật nhiều lần chưa từng đưa tiền vậy. Vương Siêu, bình tĩnh một chút. Thấy hắn bất cứ lúc nào đều sẽ bùng nổ, Lục Tầm lắc đầu, bước lên trước. Bằng hữu tốt này của mình bất kể thiên phú, giảng bài, đều rất tốt. Chỉ là tính tình có chút nóng nảy, bởi vậy chọc ra không ít phiền phức. Không khuyên can, nhìn dáng vẻ của hắn, thật sự có khả năng động thủ. Một khi đánh người này, chẳng khác nào đánh vào mặt của Dương Sư, đừng nói bái sư, làm không tốt sẽ trực tiếp đuổi đi. Ngăn cản bằng hữu tốt đang nóng nảy, Lục Tầm mỉm cười, ôm quyền nói. Tôn quản gia, thân phận của hai người chúng ta, nói vậy cũng không cần tiếp tục giới thiệu nhiều. Trước đây không lấy tiền tới, là chúng ta không hiểu quy củ. Lần này tiền đã mang tới, bái thiếp cũng viết xong. Vẫn mong làm phiền tôn quản gia lại thông báo một chút. Nếu như Dương Sư thật sự không gặp, chúng ta cũng sẽ chết tâm, không quấy rầy nữa. Tôn Cường này vừa nhìn chính là một tiểu nhân phố phường. Thời điểm cùng hắn càng quấy càng dài càng phiền phức, vậy còn không bằng bớt tranh cãi. Lão gia đã thông báo, không thu bái thiếp nữa. Ngoại trừ người giao tiền trước đó, ai cũng không để cho tiến vào trong. Chỉ có điều, nếu các ngươi là lão sư sao kim, ta lại làm người tốt một lần. Thấy Lục Tầm nói vẫn tính là xuôi tai, Tôn Cường gật đầu. Hắn đang muốn nói chuyện, lại thấy lão gia đã đi tới trước mặt, đẩy cửa lớn ra, đi vào viện. Vừa rồi hắn càn quấy, trên thực tế chính là che giấu chuyện lão gia không ở phủ đệ. Thấy lão gia trở về, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm, tâm tình vui vẻ, đang muốn đi theo vào. Chợt hắn lại nghe bên tai có một giọng nói tức giận vang lên. Tôn quản gia, có ý gì? Chúng ta lại giao tiền, lại đưa bái thiếp, còn không thể nào vào được. Người kia dựa vào cái gì có thể trực tiếp tiến vào trong? Ngay cả chào hỏi cũng không có. Vương Siêu thật sự nổi giận. Chúng ta không giao tiền, người nói này nói kia, thậm chí ở trước mặt mọi người châm chọc chúng ta. Chúng ta cầm tiền tới, còn không cho chúng ta tiến vào. Nếu như đối xử bình đẳng cũng đành nhịn, nhưng người đội mũ lông chồn rực rỡ kia lại là chuyện gì? Một không bái thiếp, hai không giao tiền, đẩy cửa đi vào. Dựa vào cái gì, cũng bởi vì địa vị hắn không thấp, Thẩm Truy bệ hạ coi trọng sao. Nói rõ ai cũng không thể tiến vào. Nói rõ ngôn từ chính nghĩa. Vương Siêu tức giận trùng thiên, sắp bùng nổ. Chỉ có điều, vừa mới dứt lời, hắn liền thấy mọi người xung quanh nhìn qua giống như nhìn kẻ đần độn, mỗi một tràn ngập sự thông cảm. Nhìn thấy được những ánh mắt này, Lục Tầm nghĩ tới điều gì, thân thể không nhịn được run lên, sắc mặt thoáng cái trở nên có chút khó coi. Hắn không nhịn được ngẩng đầu. Tôn quản gia, người mới vừa đi vào chính là... Là lão gia nhà chúng ta. Tôn Cường hừ lạnh. Dương Sư. Thân thể Lục Tầm thoáng lảo đảo một cái, giống như bị sét đánh. Vương Siêu ở một bên đang tức giận trùng thiên, cũng giống là bị nhận một cái tát vào miệng, lời muốn nói lại dừng ở trong miệng, sắc mặt trở nên trắng bệch, không ngừng run rẩy. Hắn chính là Dương Sư. Vừa rồi ở Vương Cung còn mắng hắn nhiều chuyện. Có lòng tốt khuyên can, hai người không để ý, trong lòng còn đầy căm phẫn, thậm chí muốn giáo huấn đối phương. Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Lục Tầm, Vương Siêu chỉ cảm thấy thiên địa loạn chuyển, toàn thế giới sắp sụp đổ. Lục Tầm, Vương Siêu là lão sư sao Kim Hồng Thiên Học Viện, trong mắt những người khác phong cảnh vô hạn. Dựa theo Trương Huyền tiếp xúc càng lúc càng cao, loại thân phận này cũng có chút không đủ nhìn. Lấy ánh mắt hiện tại của hắn để xem, bọn họ chỉ là người trẻ tuổi tự cho mình là đúng mà thôi. Bị đả kích chết đi sống lại, còn sắp phát điên, giao cho Tôn Cường xử lý là được. Hắn lười để ý tới quá nhiều. Giờ phút này hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, thần sắc nghiêm trọng. Học xong bí tịch thiên đạo liên quan tới độc, khiến cho hắn có hiểu rõ hơn đối với vật như vậy, đồng thời cũng ở bên trong thân thể phát hiện ra một luồng khí đen cổ quái. Ở Vương Cung giúp Thẩm Hồng đột phá, hắn không có thời gian nghiên cứu cẩn thận. Bây giờ trở lại phủ đệ, vừa lúc có thể xem kỹ càng tỉ mỉ, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Vẫn luôn khỏe mạnh, làm sao có thể có khí độc lưu lại ở bên trong thân thể. Tiến đến khi nào?
Trong lòng nghi ngờ, hắn tập trung tinh thần cao độ, quan sát khí đen nhìn thấy được trước đó. Khí đen này ẩn nấp ở bên giữa tim và kinh mạch, khiến người ta khó có thể cảm thấy được. Nếu không phải là hắn học tập độc công thiên đạo, đối với độc có hiểu biết quá sâu, khẳng định khó có thể phát hiện ra. Đây là loại độc gì? Thế nào? Chưa thấy qua. Nhìn kỹ một hồi, Trương Huyền nhăn mày lại. Bên trong đồ thư quán thu thập hơn 1.000 quyển sách liên quan tới độc, ghi lại không ít thuộc tính và khí tức của độc vật. Khí đen này trong cơ thể tự nhiên không có phù hợp. Chương 245, ba danh sư chấn động kinh ngạc một. Nói cách khác, khí đen này không thuộc về bất kỳ một loại kịch độc nào hắn được biết. Vậy rốt cuộc là vật gì? Thử xem có thể ép ra bên ngoài cơ thể hay không? Ánh mắt nghiêm trọng, Trương Huyền điều động chân khí trong cơ thể. Tuy rằng không biết sự nguy hại của khí độc, nhưng mặc cho nó lưu lại ở bên trong thân thể, sớm hay muộn sẽ là một tai họa. Trước đó không phát hiện ra, ngược lại cũng thôi. Hiện tại đã biết, phải nghĩ biện pháp mau chóng xử lý. Bằng không, một cây đao đặt ở ngực, bất kỳ kẻ nào cũng sẽ thấy khó chịu. Ở trong một quyển sách có ghi chép về cách sử dụng chân khí ép độc, học tập cũng không phức tạp. Mạch suy nghĩ thoáng động, hắn tự nhiên đã học được. Ục ục ục. Nhìn thấy được chân khí vọt tới, khí đen giống như nhìn thấy khắc tinh, nhẹ nhàng lắc một cái, chui vào giữa kinh mạch, ẩn nấp. Không được. Sắc mặt hắn trầm xuống. Khí độc này thật sự quá lợi hại, lại có thể tránh né chân khí bao vây tấn công. Lúc này nó chỉ là chui vào trong kinh mạch, không quan trọng. Một khi phát điên tiến vào bộ phận quan trọng trong thân thể, sợ rằng không kịp phản kháng, sẽ lập tức bị độc chết. Chân khí có thể tránh né, và giống như có trí tuệ. Đây là loại độc gì? Lại chúng phải khi nào? Lục khắp đồ thư quán những sách có liên quan tới độc, đều không có bất kỳ ghi chép nào về thứ này, nói rõ cấp bậc của độc này cao hơn Thiên Huyền Vương Quốc. Loại khí độc cấp bậc như vậy, lại phát hiện được ở trong cơ thể mình. Trương Huyền càng lúc càng mơ hồ. Rất nhiều thủ pháp giải độc hắn đều sử dụng một lần, phát hiện không có bất kỳ tác dụng nào. Hắn không thể làm gì khác hơn là tạm thời buông tha. Xem ra khí đen này vô cùng sợ hãi đối với chân khí của hắn, tạm thời còn không dám quấy rối. Bằng không, hắn cũng không có khả năng sống lâu như vậy lại chưa từng phát giác. Chỉ có điều, tuy rằng tạm thời không có nguy hiểm tới tính mạng, nhưng chúng độc như vậy là một vấn đề lớn. Trong lúc vô ý ngược lại cũng thôi, bị người hạ độc nhưng không biết, vậy mới đáng sợ. Đối phương một đòn không thành, khẳng định sẽ còn lần thứ hai. Không sợ kẻ trộm, chỉ sợ kẻ trộm nhớ thương. Trước hết xác định là chúng phải trước khi sống lại hay sau khi sống lại, là người làm hay là vô tình, cũng có thể sớm có một sự đề phòng. Sinh ra cảnh giác, Trương Huyền lại nhìn về phía khí đen, nghiên cứu hồi lâu. Kết quả, cái rắm chưa cũng không nghiên cứu ra được. Không phải hắn quá ngu ngốc, mà là, chất độc này thật sự quá cao cấp, vượt ra khỏi phạm trù Thiên Huyền Vương Quốc có thể hiểu được, cũng không nhìn ra được manh mối nào, càng chưa nói tới nghiên cứu xem chúng phải lúc nào, rốt cuộc là vật gì. Thử dùng thiên đạo đồ thư quán xem. Dầu dĩ hồi lâu cũng không hiểu rõ được, hắn đang định buông tha. Đột nhiên trong lòng hắn thoáng động. Hắn nghiên cứu không ra, không có nghĩa là đồ thư quán cũng bất lực. Đồ thư quán chỉ cần chạm ngón tay tới, hoặc đối phương đánh quyền, có khả năng hình thành sách, biết chỗ thiếu hụt. Khí độc này ẩn nấp ở giữa các kinh mạch, ngón tay khẳng định không chạm đến được. Để cho nó đánh quyền, khụ khụ, càng là nằm mơ. Chỉ có điều, chỉ là xác nhận đơn giản vấn đề một chút, ngược lại không làm khó được Trương Huyền. Hắn tiện tay lấy ra một quyển sách trắng, cầm lấy bút lông viết xuống. Khí độc trong người là sau khi sống lại trúng độc, có người hãm hại. Ngón tay hắn xẹt qua, trong đầu lập tức xuất hiện một quyển sách giống như đúc. Hắn tiện tay mở ra, quả nhiên xuất hiện chỗ thiếu hụt của những lời này. Nhìn xong nội dung, sắc mặt hắn tái xanh. Căn cứ vào hiệu ứng của thiên đạo đồ thư quán cho ra nội dung, chất độc này là chúng phải trước khi mình sống lại, không phải do mình vô ý, mà bị người hạ độc thủ. Nói cách khác, có người muốn giết hắn. Chẳng lẽ, người này trước kia chết, cũng không phải do uống rượu phiền muộn mà chết, mà là chúng chất độc này. Trước đó hắn đã thấy kỳ quái, người này cũng quá yếu. Đường đường là cường giả chân khí cảnh đỉnh phong, uống một chút rượu có thể uống tới chết được. Hiện tại xem ra, căn bản không phải là chuyện như vậy. Nghĩ đến liền làm, hắn ở trong sách vở viết ra các loại suy đoán. Không biết qua bao lâu, Trương Huyền ngừng lại.
Thông qua nửa ngày suy nghĩ, hắn đã biết tình hình đại khái. Người này trước kia quả nhiên là bị người độc chết, chính vì vậy, mới có mình xuyên qua. Sau khi sống lại mình sở dĩ không có việc gì, là bởi vì tu luyện chân khí thiên đạo quá mức tinh thuần. Khí độc này trời sinh sợ hãi, bị áp chế không có cách nào nhúc nhích. Bằng không, hắn cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Nói cách khác, có thể sống được, may mắn là vẫn xem như chăm chỉ, tu luyện không ngừng. Bằng không, một khi chân khí không đủ, bắt được khí đen sẽ lập tức cắn trả, độc chết. Lại là cục diện rối rắm do người này lưu lại. Vốn tưởng rằng giải quyết xong chuyện đánh giá lão sư, đã có thể sống cho chính mình, trời cao mặc cho chim bay. Kết quả hắn lại phát hiện ra mình suy nghĩ quá nhiều. Không hoàn toàn giải quyết được khí đen này, sẽ vẫn nằm trong nguy cơ. Phải nghĩ biện pháp tìm ra người muốn giết mình mới được. Người muốn giết chết hắn, ẩn nấp, không có khả năng tìm được. Nhưng chỉ cần lần sau vẫn dám động thủ, dựa vào thiên đạo đồ thư quán, lại nhất định có thể điều tra ra được cả tổ tông tám đời nhà đối phương. Cho nên, hắn cũng không quá sợ hãi, chỉ là trong lòng có nghi ngờ. Người này trước kia chỉ là một cô nhi, ngay cả một thân thích cũng không có. Nản thân lại là phế vật, không đắc tội người nào. Rốt cuộc là ai, có thể sử dụng loại độc thiên huyền vương quốc cũng không có, tới giết hắn. Chương 246, ba danh sư chấn động kinh ngạc 2. Có thể tìm tới loại chất độc này, thực lực khẳng định không đơn giản. Bỏ công bỏ sức mưu tính lớn như vậy, tại sao không một tát đập chết? Đây không phải là cởi quần đánh rắm, tự gây phiền toái sao? Suy nghĩ một hồi không nghĩ ra, Trương Huyền không nghĩ nhiều nữa. Người hạ độc tạm thời không xuất hiện, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Hắn chỉ có thể tạm thời nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề trong cơ thể trước. Muốn giải độc, trước hết phải biết đây là loại độc gì. Sách trong Thiên Huyền Vương quốc liên quan tới độc vẫn quá ít. Xem ra phải đi tới nơi có càng nhiều sách hơn mới được. Nắm giữ thiên đạo đồ thư quán, chỉ cần có đủ sách liên quan tới độc, chính hắn có thể hiểu được. Chỉ có điều, những quyển sách này cũng không dễ tìm. Hắn đã xem hết tàng thứ khố của vương thất, không có bất kỳ thu hoạch nào. Sách ở nơi khác, không cần nhìn cũng biết, khẳng định cũng không có. Dù sao chất độc này rất cao cấp tới mức Thiên Huyền Vương quốc cũng không tìm được. Ngay cả độc cũng không có, lại làm sao có thể có phương pháp giải quyết. Thật sự muốn tiêu trừ tai họa ngầm, sợ rằng phải đi tới vương quốc cấp bậc cao hơn, tìm kiếm nhiều nơi nắm giữ loại thư tịch này. Quay đầu lại tìm ba đi vị danh sư hỏi thăm một chút. Những nơi như thế hắn cũng không biết, có lẽ ba đại danh sư có thể biết được một chút. Bọn họ từ vương quốc cấp bậc cao hơn qua, du lịch rất rộng, khẳng định biết nhiều hơn mình. Cũng không cần nóng vội, trước hết giải quyết xong chuyện nơi đây lại nói sau. Dù sao có chân khí thiên đạo áp chế, khí đen trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám làm ác. Trương Huyền không thể làm gì khác hơn là lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Hắn đưa tay ra duỗi thắt lưng, tiếp tục giải quyết vấn đề do lửa gạt tiền lưu lại. Lưu sư, chúng ta làm gì phải thay quần áo? Ba vị danh sư đi ở trên con đường trong Hồng Thiên Học Viện. Trịnh Phi nhìn thường phục trên người, không nhịn được nói. Bình thường đều mặc trang phục danh sư đặc biệt, đi tới bất kỳ chỗ nào cũng được người tôn kính cao cao tại thượng. Thoáng một chút đổi lại thành y phục của người bình thường, hắn có phần không thích ứng. Trang phục danh sư quá bắt mắt. Nếu thật sự mặc như vậy qua, Trương Huyền lão sư nhất định sẽ trực tiếp chạy tới, nói gì nghe nấy, cung kính đến cực điểm. Nếu thật sự như vậy làm thế nào còn thấy được phẩm chất thật sự của hắn? Lưu Lăng nói. Đúng vậy, đổi lại thành thường phục tốt hơn, ai cũng không nhận ra. Vừa vặn thử thách nhân phẩm. Trang Hiền theo sát đó, gật đầu. Trịnh Phi hiểu được. Thay y phục của người bình thường, lại cố ý giảm thấp tu xuống vi. Ai cũng đoán không ra ba người bọn họ là danh sư, đều sẽ coi bọn họ là thành một lão già bình thường. Loại tình huống này có khả năng nhìn thấy được sát với chân tướng của sự thật hơn. Một đường hỏi thăm, thời gian không lâu, bọn họ liền tìm được lớp học của Trương Huyền. Phòng học này cũng quá nhỏ đi. Nhìn thấy được bộ dạng lớp học trước mắt, đám người Lưu Lăng nhăn mày lại. Quy mô của Hồng Thiên Học Viện, trên đường đi tới bọn họ đều nhìn thấy. Cho dù là phòng học của lão sư rất bình thường dùng để giảng bài, cũng có mấy trăm mét vuông. Phòng học trước mắt này còn chưa tới 100 mét vuông. Bất kể là kiến trúc hay trang trái, đều có vẻ đơn sơ khác thường. Vừa nhìn cũng biết là một loại tệ nhất.
xem ra đãi ngộ của vị Trương lão sư này ở học viện thực sự không được tốt lắm. Hoàn cảnh giảng bài kém như vậy, thật không biết vị Trương lão sư này làm thế nào nhịn được. Đổi lại thành bọn họ, khẳng định đã sớm đại náo với học viện, phẩy tay áo bỏ đi. Giảng bài ở trong hoàn cảnh này, còn có thể duy trì sự bình tĩnh, thắng không kiêu ngạo bại không ngã lòng. Xem ra đã quên đi sự nuông chiều, khiến cho người ta kính nể. Lưu Lăng xúc động. Bị đối xử không công bằng, trong lòng lại không có một câu oán hận. Không bởi vậy mà dạy có lệ với học sinh. Chỉ riêng loại phẩm chất không quan tâm hơn thua này, lại khiến cho người ta bội phục. Vương Đào Đường huynh, Trương lão sư nói, ngưng khí hợp dòng, đến bây giờ ta còn không lý giải được. Đường huynh có thể nói lại cho ta một lần nữa được không? Đi mấy bước về phía bên trong, còn chưa có tiến vào lớp học, bọn họ liền nghe được trên sân cỏ phía trước gian phòng truyền đến giọng hỏi thăm. Ba người dừng bước. Được, chỉ có điều đối với đoạn này, Trương lão sư nói vô cùng huyền diệu. Ngay cả ta cũng chỉ lĩnh ngộ chưa đủ 1/10. Như vậy đi, thời điểm Trương lão sư giảng giải, ta làm bút ký. Chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Học trưởng được gọi là Vương Đào, do dự một chút nói. Quá tốt! Giọng nói đầu tiên đầy hưng phấn. Người xem, Trương lão sư nói như vậy, tụ tức cảnh, ngưng khí hợp dòng, xem linh khí của thiên địa trở thành một phần thân thể, mà không phải ép buộc hấp thu. Như vậy, khí tức sẽ xem người là vật dẫn. Do đó tốc độ tập trung linh khí tăng thêm. Lúc đó Trương lão sư nói 10 phương pháp, ta chỉ nhớ có 3. Chúng ta có thể nghiên cứu một phần, ngươi xem cái đầu tiên này. Ngay sau đó, giọng nói của Vương Đào truyền đến. Xem linh khí thiên địa trở thành một phần thân thể. Trong tai nghe được lời nói chuyện của hai người, ba đại danh sư đồng thời chấn động. Mỗi một người đều lộ ra vẻ kinh hãi. Cái lý luận này ta cũng nghe nói qua từ trong miệng của lão sư ta. Trương Huyền lão sư này tự nhiên nói huyền diệu như vậy. Lưu Lăng há hốc miệng. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có đúng hay không. Bọn họ là danh sư, đứng ở nghề nghiệp sư giả đỉnh phong này nhất, tất nhiên am hiểu đạo giảng bài rất sâu, cũng biết giảng giải những cái nào là chính xác, những cái nào là sai lầm. Tuy rằng không nghe được lời giảng, chỉ từ lời đối thoại của hai học viên, bọn họ lại có thể nghe ra được lý luận của Trương lão sư này, không chỉ mới mẻ độc đáo. Còn hết sức chính xác, nhắm thẳng vào vấn đề nòng cốt khi tu luyện. Loại trình độ nội dung giảng bài này, cho dù là bọn họ, cũng rất khó nói ra được. Hai người phía trước càng thảo luận nhiều hơn, nói ra lý luận không phải quá mức huyền ảo, lại tiến tới thấu triệt, giống như biển rộng liếc mắt không nhìn thấy được điểm cuối, mênh mông và thâm thúy. Càng nghe nhiều, đối với tu luyện càng có sự giúp đỡ, nhận được ích lợi không nhỏ. Ba đại danh sư càng nghe càng chấn động, mỗi một người kích động. Toàn thân run rẩy, đứng tại chỗ cũng không rời đi. Chương 247, ba danh sư chấn động kinh ngạc hạ 1. Một tụ tức cảnh nho nhỏ cũng có thể phân tích thấu đáo như vậy. Cách nhìn của vị Trương lão sư này đối với tu luyện, sợ rằng ngay cả ta cũng còn xa mới bằng được, từ lâu đạt tới cảnh giới thông minh. Lại nghe một hồi, Lưu Lăng không nhịn được nói. Thế sự thông minh tất cả học vấn, nhân tình thạo đời tức văn chương. Cảnh giới thông minh là tu vi đạt được tông sư cảnh, lực lượng tự xưng nhất phái, có cách nhìn mới đối với tu luyện. Trương Huyền này lẽ nào đã đạt được tông sư cảnh? Trang Hiền không thể tin được. Thông minh cũng không phải chỉ có tông sư có thể đạt được. Một vài lão sư lợi hại, thông qua nhận thức và học tập đối với tu luyện, cũng có thể là một hệ, giảng dạy loại lý luận này cho học sinh, có thể khiến cho hắn hiểu ra, được lợi rất nhiều. Loại lão sư này, mỗi một người cũng gần như là ngàn dặm mới tìm được một. Thế gian khó cầu. Không nghĩ tới vị Trương lão sư này lại là người như vậy. Nói đến đây, mắt Lưu Lăng càng lúc càng sáng, không nhịn được cảm thán. Thật là một miếng ngọc thô chất lượng tốt chưa được mài giũa. Đúng vậy, đừng nói những học sinh này, cho dù là ta, nghe được loại lý luận này cũng có cách nhìn và cảm xúc mới đối với tu luyện. Dùng lời nói giảng thuật khiến tu luyện phức tạp cô đọng lại, trở nên đơn giản nhất, bất kỳ kẻ nào cũng có thể nghe hiểu được. Loại trình độ này, khiến người ta bội phục. Trang Hiền gật đầu. Sử dụng loại lý luận tu luyện này, tốc độ tiến bước khẳng định rất nhanh. Võ giả nhất trọng tụ tức cảnh, sợ rằng không cần đến 1 năm, lại có thể đột phá. Trịnh Phi nói. Đáng tiếc, chúng ta chỉ là dự thính, chỉ có tư cách nghe Trương lão sư giảng giải đơn giản nhất. Nếu có thể nhận được giảng bài 1/1, có thể đã sớm đột phá cảnh giới. Đang xúc động. Liền nghe được đối thoại phía trước tiếp tục vang lên. Dự thính, hai người này,
chỉ là dự thính. Ba đại danh sư nhìn nhau, lại chấn động. Môn hạ của lão sư có ba loại dự thính, giảng bài và thân truyền. Vốn cho rằng bọn họ thảo luận phương pháp tu luyện, là nhận được thân truyền, lý luận tinh thuần nhất, cao thâm. Khi nghe được hai chữ dự thính mới biết được, chỉ là nhập môn đơn giản nhất. Ngay cả dự thính cũng nói thấu triệt như vậy, giảng bài và thân truyền, lại phải đạt đến mức nào? Đúng vậy, thời điểm khai giảng Vương Dĩnh muội muội mới là tụ tức cảnh sơ kỳ, nhận được Trương lão sư một mình giảng bài, trong thời gian chừng ngắn ngủi 10 ngày, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đêm qua còn trùng kích đan điền cảnh thành công. Thật sự hâm mộ, ngươi nói trước đây ta thế nào lại ngu như vậy, một lòng muốn bái Lục lão sư môn hạ. Sớm gia nhập môn hạ của Trương lão sư, khẳng định cũng đột phá. Giọng nói tiếp tục nói chuyện với nhau, trong giọng nói lộ ra sự hâm mộ nồng đậm. Chừng 10 ngày từ tụ tức cảnh nhất trọng sơ kỳ đột phá đến đan điền cảnh. Lời hai người nói chuyện lọt vào trong tai, ba đại danh sư đều cảm thấy giống như bị búa lớn đánh trúng, sắp hôn mê. Võ giả nhất trọng tụ tức cảnh, tập trung linh khí chạy khắp toàn thân. Kinh mạch toàn thân không có linh khí xoa dịu, thuận lợi mở ra, không có khả năng trùng kích đan điền cảnh. Nói cách khác, cảnh giới này chỉ có thể làm từng bước, không tồn tại chuyện đốt cháy giai đoạn. Bởi vậy, cảnh giới này, không có mấy năm khổ công rất khó đột phá. Cho dù để bọn họ tới tự mình chỉ điểm, không có nửa năm, cũng gần như là không có khả năng. Chừng 10 ngày đột phá. Ba đại danh sư mắt lớn chừng mắt nhỏ, có chút không dám tin tưởng. Nếu như đây là sự thật, vậy không phải có nghĩa là, trình độ vị Trương Huyền này giảng bài còn cao hơn bọn họ. Sao có thể như vậy được? Ầm ầm ầm. Đang nghi ngờ, liền nghe được mặt đất nổ lớn một trận. Là Viên Đào, đoán chừng là người này đang đụng vào tường. Đi, đi qua xem thử một chút. Giọng nói của Vương Đào vang lên, ngay sau đó hai người bước chân đi xa. Viên Đào, có phải là người thứ nhất đếm ngược trong sát hoạch vào học viện hay không? Trang sư không nhịn được nói. Trên đường đến đây, bọn họ cũng đã nghe nói, biết vị Trương lão sư này thu nhận 5 học sinh. Viên Đào là người đứng đầu từ dưới lên trong lần sát hạch nhập môn, vô cùng khác biệt, rất dễ dàng ghi nhớ. Đúng, đi thôi, đi qua xem một chút. Lưu Lăng ngoắc tay, ba người đi theo sát ở phía sau phương hướng giọng nói vừa vang lên. Bọn họ đều là cao thủ nửa bước tông sư, theo dõi hai học sinh, hai người kia căn bản là không phát hiện được. Đi mấy chục thước, rẽ qua một khúc ngoặt liền ngừng lại. Trước mắt bọn họ xuất hiện mấy bóng người. Chỉ thấy một người béo mập đang hung hăng lao về phía bức tường trước mắt. Mỗi một lần đụng phải, mặt đất lại không ngừng run rẩy. Phòng ngự thật mạnh, lực phòng ngự lợi hại như vậy, cho dù là võ giả lục trọng ích huyệt cảnh muốn phá vỡ cũng khó khăn. Nhìn thấy được hành động của người béo mập này, ba danh sư lại chấn động. Năng lực quan sát của đám người Vương Đào không tốt, không nhìn ra được phòng ngự của Viên Đào mạnh như thế nào. Nhưng bọn họ làm danh sư, liếc mắt lại phân biệt ra được, Siso dù là bọn họ muốn phá vỡ phòng ngự của người béo mập này, cũng sẽ gặp trắc trở một hồi. Người này là học viên mới lúc sát hạch nhập học đứng thứ nhất đếm ngược, chỉ thoáng cái lại có phòng ngự lợi hại như vậy. Ba đại danh sư chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, không thể suy nghĩ rõ ràng được. Chương 248, ba danh sư chấn động kinh ngạc hạ 2. Mau nhìn bên kia, Trịnh Phi đột nhiên mở miệng. Thuận theo phương hướng ngón tay của hắn, Lưu Lăng, Trang Hiền lập tức nhìn thấy được một thiếu nữ nhỏ 16, 17 tuổi, hai chân bắn ra giống như cung tiễn, đã tới một cây gậy gỗ có kích thước bằng miệng chén ở phía trước mặt. Răng rắc, gậy gỗ vỡ thành hai đoạn. Thối công thật mạnh, lực lượng này ít nhất phải có hơn 400 kg. Hơn nữa không chỉ có như vậy, khi xoay người, giơ chân ra, phát lực, vặn hông. Đều có động tác lưu loát, nói rõ thiếu nữ này ở trên cước pháp ít nhất đã tu luyện lâu hơn 7, 8 năm. Bằng không, tuyệt đối không lợi hại như vậy. Liếc mắt thoáng nhìn, Lưu Lăng tán thưởng. Mặc dù chỉ đơn giản là đá gãy gậy gỗ, nhưng cho thấy bản lĩnh của thiếu nữ tốt như vậy, không mất nhiều năm khổ luyện, rất khó làm được. Người này cũng là học sinh của Trương Huyền sao? Trong tin tức chúng ta hỏi thăm được, thế nào lại không nghe nói qua có nữ học viên am hiểu thối công? Trang Hiền không nhịn được nói. Vị Trương lão sư này tổng cộng có 5 học sinh, mỗi người am hiểu cái gì, rất dễ dàng hỏi thăm được. Nhưng bọn họ chưa từng nghe nói có một nữ học sinh am hiểu thối công. Vương Dĩnh, không nghĩ tới chân của muội không chỉ tốt, còn lợi hại như vậy. Hai người thiếu niên vừa đi tới, không nhịn được tán thưởng. Vương Dĩnh,
nàng là Vương Dĩnh Trân có thương thích kia sao? Lưu Lăng thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Vương Dĩnh là nữ nhi của Vương Hoàng gia chủ Vương gia, Trân có thương thích không phải là bí mật gì. Trên tin tức bọn họ biết được cũng có, nhưng, Trân có thương thích, làm sao có thể bạo phát ra lực lượng cường đại như vậy? Vừa rồi còn tự tin nói, đối phương có nền tảng ít nhất 7, 8 năm thối công. Kết quả là chịu đủ ốm đau hành hạ, vừa được chữa trị tốt. Trời ạ, vừa chữa trị tốt lại có lực bạo phát kinh người như thế, một bước đá gãy gậy gỗ. Thế nào lại có cảm giác giống như nằm mơ? Lưu Lăng chỉ cảm thấy gương mặt nóng hừng hực, sắp muốn phát điên. Chỉ có điều, hắn cảm thấy mất mặt, hai vị danh sư khác căn bản không thời gian để ý tới. Lúc này bọn họ đang trợn tròn mắt nhìn lại về một hướng khác. Lưu sư, bởi vì khẩn trương thái quá, giọng nói của Trịnh Phi cũng có chút run rẩy. Thế nào? Thấy hai vị bằng hữu tốt không tính toán với phán đoán sai lầm của hắn vừa rồi, Lưu Lăng thở phào nhẹ nhõm, nghi ngờ nhìn qua. Ngươi xem bên kia. Nói xong, Trịnh Phi chỉ một ngón tay qua. Lưu Lăng nghi ngờ ngẩng đầu lên, nhìn sang. Ở phương hướng ngón tay đối phương chỉ có một thiếu niên. Lúc này hắn đang cầm trường thương trong tay, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, giống như bức tượng điêu khắc. Thế nào? Hắn có chút kỳ quái. Đây là ngộ thương người luyện thương thường sử dụng. Chỉ cần là người thích tu luyện thương pháp, đều sẽ cầm thương như vậy, cẩn thận cảm ngộ liên hệ giữa thương và thân thể. Theo lý thuyết, không có gì là kỳ quái. Không phải động tác của hắn, mà là... Trịnh Phi đang muốn giải thích, còn chưa nói dứt lời, thiếu niên cầm trường thương trong tay cách đó không xa đột nhiên cử động. Từ bất động đến vận động, hoàn toàn không có chút dây dưa, giống như dao long bay lên không trung, trong nháy mắt phóng ra tia sáng chói mắt. Trong phút chốc, người thiếu niên mới vừa rồi còn yên tĩnh giống như một bức tranh, dường như đã thay đổi thành một người khác, trở thành một thanh trường thương sắc bén, giống như ngay cả thanh thiên cũng có thể đâm thủng. Đây là... Lưu Lăng liên tục lui về sau hai bước, sắc mặt đại biến, đồng tử co lại chỉ bằng đầu mũi kim. Thương ý, mười mấy tuổi lĩnh ngộ thương ý. Làm danh sư, hắn tự nhiên biết thương ý, cũng đã từng nhìn thấy có người thi triển qua. Đủ khả năng thi triển ra, không một người nào nhỏ hơn 40 tuổi. Một thiếu niên trước mắt mười mấy tuổi, một thương đâm ra, khí tức ngang dọc, lĩnh ngộ thương ý. Mặc dù chỉ là đơn giản nhất cơ sở nhất, nhưng... Đó cũng là thương ý thực sự. Làm sao làm được? Lưu Lăng chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Vị này phải là Trịnh Dương học sinh am hiểu sử dụng thương. Trước đây Vương Siêu lão sư chưa từng coi trọng, đừng nói thương ý, khẳng định cũng chỉ biết thương pháp cơ sở, thực lực không mấy lợi hại. Nhưng chừng 10 ngày ngắn ngủi là trở thành đại sư thương pháp phóng ra thương ý. Đây cũng không phải là giảng bài tốt, mà là kỳ tích. Ngẩng đầu nhìn về phía hai người bằng hữu lâu năm, trong lúc đó Trang Hiền và Trịnh Phi và hắn, ngây người ra tại chỗ. Trong đầu ba người đồng thời xuất hiện một ý nghĩ. Vị Trương Huyền lão sư này, rốt cuộc là một người thế nào? Chương 249, tư cách sát hạch danh sư 1. Xoa xoa mi tâm, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Trải qua liên tục hai ngày bận rộn, tất cả mọi người nộp tiền trước đó đã được giải quyết vấn đề. Hắn cũng coi như thanh nhàn. Phần lớn những người này đều không có cách nào đột phá. Cũng có một phần bản thân mắc bệnh nan y, hắn kết hợp thiên đạo đồ thư quán nhìn ra chỗ thiếu hụt, cùng với sử dụng tri thức nhận được trong tàng thư khố của vương quốc, cơ bản đều giải quyết viên mãn, tất cả đều vui mừng. Ngày kia lại đánh giá sư giả, cũng không biết đám nhóc con kia tu luyện thế nào. Duỗi người, hắn lặng lẽ đi ra khỏi phủ đệ. Hai ngày nay vẫn bận rộn chuyện bên này, hắn không có thời gian rảnh quay về học viện xem. Ngày kia lại đánh giá sư giả. Nếu như đám người Triệu Nhã không làm được theo yêu cầu của mình, muốn giành thắng lợi, khẳng định sẽ phiền phức không ít. Về phần Lục Tầm, Vương Siêu vẫn chờ ở cửa, hắn cũng lười để ý tới, vẫn chưa triệu kiến. Đợi tròn một ngày, hai người cũng biết mình đã đắc tội vị danh sư này. Chuyện trở thành học đồ của hắn đã biến thành mộng tưởng. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ trở về. Tìm một địa phương không có người, bỏ đi ngụy trang, khôi phục lại dáng vẻ Trương Huyền. Hắn đi nhanh về phía học viện. Trương đại sư mới đi đến cửa học viện, hắn liền nghe được một tiếng gọi quen thuộc. Hắn quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Ngữ và Bạch Tốn đi nhanh tới. Vừa vặn chúng ta muốn đi tới học viện tìm ngươi, nếu ngươi ở đây, lại tránh được phiền toái. Đi tới trước mặt, Hoàng Ngữ cười khanh khách mở miệng. Tìm ta? Trương Huyền nghi ngờ nhìn qua.
hai người này không phải đã kiểm tra bức tranh xong rồi sao? Tiền mua bức tranh lúc trước, cũng đã đưa tới. Hiện tại tìm mình làm gì? Nếu như còn muốn mua tranh, hắn không ngại lại vẽ thêm một bức, kiếm thêm một khoản thu nhập. Chúng ta có khả năng còn có chuyện muốn làm phiền ngươi một chút. Hoàng ngữ có chút ngượng ngùng. Chuyện gì, có thể làm được, ta sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ. Trương Huyền gật đầu. Hoàng ngữ từng giúp đỡ hắn, hắn không tiện cự tuyệt. Chỉ có điều, hắn vẫn không nói lời quá chắc chắn. Nếu thật sự có chuyện gì làm không được, hắn đổi giọng vẫn còn kịp. Trương Đại Sư cũng biết chuyện chúng ta trước đó đi tới Lục Trầm Đại Sư ra cầu bức tranh Mặc Hiên. Trương Huyền gật đầu. Chuyện này hắn đã sớm biết, hình như nàng muốn bức tranh này là để tặng người. Kết quả, mình vẽ ra bức tranh để ngũ cảnh, bức tranh này hai người cũng không cần nữa, làm mình còn có chút xấu hổ, cảm thấy có lỗi với Lục Trầm Đại Sư. Chúng ta cần bức tranh Mặc Hiên trên thực tế là để mừng thọ người ta. Người vẽ cho hai người chúng ta, xem như làm quà mừng thọ rất tốt. Chỉ là, Hoàng ngữ nói đến đây lại do dự một chút. Ta sợ, nếu chẳng may sau khi Điền lão nhìn thấy được bức tranh, muốn gặp được người vẽ tranh, vẫn sẽ có phiền phức. Cho nên, muốn mời người đi cùng chúng ta tham gia tiệc mừng thọ. Mừng thọ, tham gia tiệc mừng thọ. Trương Huyền bừng tỉnh. Trước đó Hoàng ngữ cũng đã nói, muốn tặng bức tranh Mặc Hiên cho người, hóa ra là vì mừng thọ. Ta không có hứng thú gì với chuyện tham gia tiệc mừng thọ. Hay là thôi đi. Trương Huyền lắc đầu. Cần gì quan tâm là tiệc mừng thọ của ai, đều không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng lười đặc biệt chạy tới nịnh hót người khác. Trương Đại Sư, người đi qua đi. Vị Điền lão này là người rất tốt, ngay cả Thẩm Truy bệ hạ cũng muốn đích thân qua đó. Thấy hắn lắc đầu, Bạch Tốn lộ vẻ sốt ruột, vội vàng nói. Thẩm Truy bệ hạ cũng đi. Trương Huyền kỳ quái. Vốn tưởng rằng tiệc mừng thọ này chỉ là người thành đạt làm quan to nào đó. Thẩm Truy bệ hạ cũng muốn đích thân đi, sợ rằng không đơn giản như vậy. Đúng vậy, không chỉ bệ hạ đi, lão sư của chúng ta cũng muốn qua. Nói thật với ngươi, mời ngươi đi tham gia tiệc mừng thọ cũng không phải là chúng ta, mà là lão sư của ta, danh sư Lưu Lăng. Hoàng ngữ có chút do dự, mở miệng nói. Lưu Lăng là lão sư của nàng. Ánh mắt Trương Huyền trợn tròn, đầy buồn bực. Hắn biết ta sao? Hoàng ngữ thân là học đồ trợ giáo, có lão sư là danh sư, nghĩ đến cũng rất dễ dàng. Chỉ là, thân phận của hắn bây giờ là Trương Huyền, không phải Dương Sư. Vị Lưu đại danh sư này biết mình là ai sao? Còn đặc biệt sai người ta qua mời mình. Lẽ nào, thân phận đã bị lộ rồi? Trương Huyền lập tức lộ vẻ cảnh giác. Nếu thật sự bị lộ, tạm thời không nói ngụy trang danh sư là tội lớn. Chỉ riêng việc mình một nhân vật nhỏ chưa đủ 20, làm thế nào biết nhiều chuyện như vậy, làm thế nào có năng lực quan sát lợi hại như vậy. Khẳng định mượn bảo vật lợi hại nào đó. Thất phu vô tội mang ngọc có tội, chỉ riêng điều này, là có thể khiến cho vô số người đỏ mắt, vạn kiếp bất phục. Không chỉ Lưu Sư, ngay cả Trang Sư và Trịnh Sư cũng biết. Đặc biệt là ngày hôm qua ta nói với bọn họ về chuyện ngươi có thể vẽ ra bức tranh ngũ cảnh, tất cả đều hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bạch Tốn nói tiếp, nhớ tới chuyện ngày hôm qua, hắn vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lão sư biết mình và Hoàng ngữ quen biết với Trương Đại Sư, cố ý gọi tới hỏi thăm. Nghe tới vị Trương lão sư này tuổi tác không lớn hơn mình bao nhiêu, có thể làm ra bức tranh ngũ cảnh, tất cả đều kích động sắc mặt đỏ lên, giống như phát bệnh. Sau đó cho bọn họ ra mệnh lệnh bắt buộc, ngày hôm nay phải đưa hắn tới tiệc mừng thọ. Trương Đại Sư, đây chính là cơ hội tốt. Từ trước đến nay ta chưa từng thấy qua lão sư cảm thấy hứng thú đối với một người nào như vậy. Một khi được hắn coi trọng, trở thành học đồ trợ giáo là chuyện ở trong tầm tay. Ánh mắt Hoàng ngữ lộ ra sự hâm mộ nồng đậm. Chương 250, tư cách sát hạch danh sư 2. Hơn nữa, người còn có chức nghiệp trợ giúp, có thân phận trợ giáo, thậm chí có thể trực tiếp sát hạch danh sư. Làm lão sư, nguyện vọng lớn nhất lại là trở thành danh sư. Hiện tại có danh sư thưởng thức. Chính là cơ hội tốt nhất. Chức nghiệp trợ giúp, có thể trực tiếp sát hạch danh sư, có ý gì? Vẻ mặt Trương Huyền nghi ngờ. Ngươi không biết yêu cầu sát hạch danh sư sao? Hoàng ngữ có chút kỳ quái nhìn qua. Thiên Huyền Vương quốc không có danh sư, yêu cầu sát hạch cũng không có sách nào ghi lại. Hơn nữa Trương Huyền chuyển kiếp tới không lâu, làm sao biết được những điều này? Danh sư không chỉ có thể chỉ điểm tu vi, những chức nghiệp khác cũng có thể chỉ điểm. Bởi vậy,
không chỉ cần phải có lượng tri thức phong phú, quan trọng nhất chính là, còn phải nắm giữ chức nghiệp trợ giúp nhất định. Thấy hắn thật sự không hiểu, Hoàng Ngữ giải thích. Dùng lời đơn giản mà nói, tinh thông một loại chức nghiệp trợ giúp, có đầy đủ tư cách sát hạch danh sư nhất tinh. Tinh thông hai loại, có đầy đủ tư cách sát hạch danh sư nhị tinh. Cứ lấy loại này đẩy lên. Đương nhiên, yêu cầu của chức nghiệp trợ giúp này cũng dần dần gia tăng. Dựa theo cấp bậc càng cao, yêu cầu cũng càng cao. Chỉ sát hạch danh sư nhất tinh, chức nghiệp thư họa sư là hoàn toàn đủ. Nói cách khác, chỉ cần ngươi nắm giữ chức nghiệp thư họa sư, lại có thân phận danh sư trợ giáo, có thể thu được tư cách sát hạch danh sư nhất tinh. Tuy rằng không biết có thể qua hay không, nhưng chí ít có thể tham gia sát hạch. Ta, tuy rằng cũng là học đồ trợ giáo, lại là không tư cách. Nói đến đây, vẻ mặt Hoàng Ngữ cười gượng. Sở dĩ danh sư rất ít hỏi, khó thi lại vì cái này. Rất nhiều chức nghiệp thượng trung hạ, mỗi một loại đều cần tốn vô số tâm huyết học tập. Từ Lục Trầm đại sư cả đời nghiên cứu, cũng chỉ có thể vẽ ra bức tranh tứ cảnh, cũng có thể thấy được độ khó trong đó. Có vài người bởi vì không có chức nghiệp trợ giúp, làm học đồ cả đời, cũng không có tư cách sát hạch. Vị trước mắt này thì hay rồi. Không chỉ dạy học tốt, thực lực mạnh, còn đạt tới cấp bậc tông sư thi họa. Một khi trở thành học đồ trợ giáo, liền có thể dễ dàng sát hạch danh sư. Khởi điểm cao hơn nàng rất nhiều. Thật sự không nghĩ ra, tuổi tác hắn không lớn hơn mình quá nhiều, làm sao làm được. Hóa ra là như vậy. Nghe xong giải thích, lúc này Trương Huyền mới hiểu được. Thảo nào bất kỳ nghề nghiệp nào danh sư cũng có thể chỉ điểm. Nguyên nhân ở chỗ này. Muốn sát hạch thành công, đầu tiên phải có chức nghiệp trợ giúp. Cấp bậc càng cao, chức nghiệp trợ giúp cần phải có cũng càng nhiều. Chính vì vậy, cấp bậc danh sư càng cao, cũng lại càng lợi hại, cũng lại càng ít ỏi, lượng tri thức lại càng khủng khiếp. Thảo nào Hoàng Ngữ này thân là danh sư học đồ, còn muốn liều mạng học tập thư họa, tôn trọng Lục Trầm đại sư như thế. Xem ra nàng muốn xem thư họa sư là chức nghiệp trợ giúp, từ đó thu hoạch được tư cách sát hạch danh sư. Ta có nghề nghiệp luyện đan sư nhất tinh này, chẳng phải là nói, chỉ sẽ lấy được thân phận học đồ, lại có tư cách sát hạch danh sư sao? Ánh mắt Trương Huyền nhất thời sáng lên. Trải qua mấy ngày ngụy trang, hắn biết thân phận danh sư đáng sợ. Có thân phận này, đi tới bất kỳ chỗ nào cũng được tôn trọng không nói, cơ bản không có ai dám gây phiền toái. Đổi lại thành trước đây, nắm giữ thiên đạo đồ thư quán, có thân phận danh sư hay không, có khả năng hắn cũng không quan tâm. Nhưng bây giờ lại khác. Trong cơ thể ẩn giấu khí đen, nói rõ có người trăm phương ngàn kế muốn giết hắn. Một khi có thân phận danh sư và công hội sư giả bảo vệ, cho dù đối phương muốn động thủ, khẳng định cũng phải suy nghĩ một chút. Lại nói, trời cao mặc cho chim bay, có thiên đạo đồ thư quán lợi hại như vậy, cũng không thể cả đời đều dừng lại ở Thiên Huyền Vương quốc. Chỉ cần ra ngoài, thực lực là một phần, thân phận cũng là một phần. Có thân phận danh sư làm chỗ dựa, không ít chuyện sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Thật giống như trở thành luyện đan sư chính thức, mới có thể đi vào tàng thư khố đặc biệt của công hội luyện đan sư, mua đan dược cũng tương đối rẻ hơn. Không có thân phận này, hắn lại gần như không có khả năng. Xem ra phải nhanh chóng sát hạch danh sư một chút. Trương Huyền đưa ra quyết định. Có thiên đạo đồ thư quán thần khí nghịch thiên này, không làm danh sư cũng thiệt. Chỉ cần đánh quyền, là có thể nhìn ra chỗ thiếu hụt của đối phương. Chỉ dựa vào điểm này, danh sư, cường giả gì đó, ở trước mặt hắn. Đều thành đống cặn bã. Cường thịnh mấy đi nữa có thể mạnh hơn thiên đạo sao? Dưới thiên đạo, không gì có thể che giấu. Thiên đạo còn không được đầy đủ, con người lại làm sao có thể không có chỗ thiếu hụt? Có chỗ thiếu hụt là có thể hình thành sách, là có thể biết. Cũng chỉ có trở thành danh sư thật sự, mới có thể không chút kiêng kỵ thi triển kỹ năng này, một đường hát bài ca chiến thắng. Nếu không, dựa vào thân phận của hắn hiện, muốn thu thập đầy đủ sách, làm ra thần công thiên đạo cũng gần như không có khả năng, càng chưa nói tới nhanh chóng tiến bộ. Bảo ta bái một người trong số bọn họ làm lão sư sao? Muốn trở thành danh sư, đầu tiên phải trở thành học đồ trợ giáo. Muốn trở thành học đồ, nhất định phải bái một vị danh sư chân chính làm lão sư, để cho hắn làm người dẫn đường cho mình. Bảo mình bái Lưu Lăng, Trang Hiền hoặc Trịnh Phi làm lão sư. Nghĩ thế nào cũng thấy không đáng tin vậy. Hai ngày nay, ba người bình thường chạy đến phủ đệ, thường xuyên để lộ ra ý định muốn bái mình làm lão sư. Mình cảm thấy thân phận Dương Huyền này rất nhanh sẽ biến mất, vẫn không đáp ứng. Chỉ có điều, nhìn bộ dáng của bọn họ,
trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nếu như thân phận Trương Huyền này thật sự bái một trong ba người làm lão sư, mà bọn họ lại bái Dương Huyền làm lão sư, vậy lại là chuyện cười lớn. Nói cách khác, làm Trương Huyền là đồ tôn, làm Dương Huyền lại là sư gia. Mình là sư gia của mình là đồ tôn của mình. Mấu chốt vẫn là không thể để cho hai bên gặp mặt. Vừa gặp sẽ lập tức lộ ra. Trời ạ! Chuyện gì thế này? Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy nghẹn trong lòng. Chương 251, đã lâu không gặp một. Khẳng định như vậy không được. Trương Huyền vội vàng lắc đầu. Nếu thật sự như vậy, hắn có khả năng rất nhanh sẽ tinh thần phân liệt. Chỉ có điều, không bái một người trong đó làm lão sư, lại không nhận được tư cách trợ giáo, không có khả năng sát hạch danh sư chân chính. Suy nghĩ một chút hắn cũng có chút đau đầu. Thôi đi, tạm thời không nghĩ nữa. Chỉ có điều, lấy thân phận của Trương Huyền đi gặp ba vị danh sư này cũng tốt. Đầu tiên có thể lăn lộn làm quen một lần. Thứ hai, cũng hỏi thăm một vài chuyện có liên quan tới khí độc trong cơ thể. Dầu dĩ một hồi, hắn có quyết định. Tuy rằng luồng khí đen trong cơ thể hắn tạm thời không nguy hiểm, nhưng phải loại bỏ. Dương Huyền, đi hỏi thăm, sẽ mất đi thân phận cao nhân. Mình đi vào ngược lại là vừa vặn. Nếu như để cho đám người Lục Tầm, Vương Siêu biết được suy nghĩ này của hắn, nhất định sẽ khóc chết. Hai người kia thấy không thể nào bái Dương Huyền làm lão sư, ngày hôm qua đặc biệt tới thăm hỏi ba danh sư, kết quả gặp cũng không gặp được. Người này thì hay rồi. Ba danh sư muốn gặp hắn, hắn còn phải suy nghĩ một chút, vẻ mặt không tình nguyện. Không ra vẻ ta đây thì có thể chết sao? Nàng nói tiệc mừng thọ khi nào thì bắt đầu. Điền lão kia lại là người nào? Ngay cả ba danh sư và Thẩm Truy bệ hạ đều đi tới thăm hỏi sao? Trương Huyền vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Có thể khiến cho ba đại danh sư và Thẩm Truy bệ hạ tự mình chúc thọ, điền lão này khẳng định không đơn giản. Nếu quả thật là nhân vật lợi hại nào đó, tiền thân chắc hẳn đã sớm biết. Tại sao lại không có một chút ấn tượng nào vậy? Tiệc mừng thọ chính là ngày hôm nay, hiện tại chạy tới vừa vặn kịp. Thấy hắn hỏi như vậy, Hoàng Ngữ biết hắn có quyết định, thở phào nhẹ nhõm, giải thích. Điền lão đã từng là lão sư của Bắc Vũ Học Viện. Lưu sư, Trang sư, Trịnh sư đều học qua hắn. Tuy rằng không dạy tu vi chính, nhưng cũng có nửa nghĩa lão sư. Lần này hắn qua đại thọ 90, nếu ba danh sư ở Thiên Huyền Vương Quốc, nhất định phải đi chúc mừng. Vị điền lão này mặc dù là người của Thiên Huyền Vương Quốc, nhưng từng làm lão sư ở Bắc Vũ Học Viện. Ba danh sư đều từng học tập ở dưới cửa của hắn. Nắm giữ nửa nghĩa lão sư, Lưu sư để cho Hoàng Ngữ về trước, thật ra chính là để cho nàng tham gia tiệc mừng thọ. Kết quả, bởi vì chuyện của Thẩm Hồng, ba danh sư tập trung lại. Nếu đã tới Thiên Huyền Vương Quốc, bọn họ tất nhiên phải tham gia tiệc mừng thọ. Bọn họ cũng tham gia, Thẩm Truy bệ hạ y làm sao có thể không đi. Về phần Bắc Vũ Học Viện, là học viện lớn nhất của Bắc Vũ Vương Quốc. Hoàng Ngữ, Bạch Tốn trước kia đều đến đó học. Trương Huyền lật xem qua tàng thư khố của toàn bộ vương quốc, những địa vực phân chia đơn giản. Tinh thần thoáng động, lại tìm hiểu rõ ràng. Bắc Vũ Vương Quốc là một vương quốc nhị đẳng ở gần Thiên Huyền Vương Quốc. Danh sư chấn giữ chính là Lưu Lăng, Trang Hiền. Vương quốc phân chia ra làm, phong hào, nhất đẳng, nhị đẳng cùng với loại ngay cả đẳng cấp cũng chưa được xếp hạng như Thiên Huyền Vương Quốc này. Đẳng cấp vương quốc càng cao càng thêm phát đạt. Tài nguyên giao dịch cũng lại càng phong phú, cấp bậc võ giả cũng lại càng cao. Vị điền lão này dạy cho người tu luyện, lẽ nào cũng là lão sư? Trương Huyền kỳ quái. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tất cả lão sư Hồng Thiên Học Viện đều giảng dạy tu vi. Cho dù Vương Siêu lão sư nổi danh về thương pháp, không chỉ truyền thụ thương pháp, cũng phụ trách chỉ điểm thực lực cho học sinh. Không dạy tu luyện vậy dạy cái gì? Thế nào cũng lại là lão sư. Quy mô của Bắc Vũ Học Viện còn lớn hơn Y Hồng Thiên Học Viện rất nhiều. Lão sư trong đó phân loại cũng nhiều, tu luyện chỉ là một trong số đó. Cũng không thiếu lão sư giảng dạy chức nghiệp đặc biệt, ví dụ như lão sư luyện đan giảng dạy thuật luyện đan. Lão sư thư họa giảng dạy bức tranh. Những nghề nghiệp này, học sinh học tập có thể trở thành mục tiêu phấn đấu cả đời, cũng có thể trợ giúp tu luyện, tăng thêm phương diện tri thức, thả lỏng tâm cảnh. Đám người lưu sư vì sát hạch danh sư, chỉ học tập một khoảng thời gian, cũng không thuộc về học sinh chân chính, cho nên chỉ có nghĩa nửa lão sư. Hoàng Ngữ kiên nhẫn giải thích. Nếu như lão sư là một chức nghiệp rất đơn giản, chỉ truyền thụ tu vi,
vậy rất nhiều chức nghiệp khác như luyện đan sư, luyện khí sư các loại lại làm thế nào truyền thừa xuống? Dù sao cũng không có khả năng đều để cho danh sư làm thay. Nếu thật sự như vậy, danh sư còn không mệt sống mệt chết. Rất hiển nhiên, cũng có loại lão sư chuyên môn của chức nghiệp này. Vị điền lão này lại đã từng là lão sư loại chức nghiệp đặc biệt này. Vậy hắn dạy cái gì? Hiểu được, Trương Huyền gật đầu. Cái này không khác với trường học ở kiếp trước, có người dạy thể dục, tiếng Anh. Cũng có người dạy số học, vật lý. Lão sư không có khả năng toàn tài, tất nhiên cũng không thể dạy tất cả các khoa. Điền lão dạy chính là trà đạo, là một vị trà đạo sư chính thức. Hoàng ngữ mỉm cười. Trà đạo sư. Tàng thư khố của vương quốc có giới thiệu liên quan đến trà đạo sư. Đó là một loại chức nghiệp hạ cửu lưu, nghe cũng không đáng chú ý. Chỉ có điều, ở bên trong một ít vương quốc lại gặp được sự theo đuổi cực lớn. Pha trà, có thể thả lỏng tâm cảnh, làm cho lòng người rất bình thản. Một ít trà đạo đại sư lợi hại, còn có thể pha ra nước trà xoa dịu tâm cảnh của người ta, sau khi để cho người ta uống vào, hoàn toàn thả lỏng, có trợ giúp cực lớn đối với tu luyện. Công hiệu không thua gì tĩnh tâm đan. Mấu chốt nhất chính là, trà đạo so với các loại luyện đan, luyện khí, thư họa học được dễ dàng hơn nhiều. Tuy rằng muốn học cao thâm trở thành trà đạo sư chính thức khó khăn, nhưng nhập môn lại đặc biệt dễ dàng. Một ít vương quốc cao đẳng có không ít con em thế gia, vương hầu tướng lĩnh, cơ bản đều lĩnh hội mấy tay. Được, ta cùng các nàng qua đó. Hỏi rõ chuyện gì xảy ra, Trương Huyền không chậm trễ nữa. Nếu tiệc mừng thọ sắp bắt đầu, hắn trực tiếp đi theo phía sau Hoàng Ngữ, Bạch Tốn, lên xe ngựa. Chỗ điền lão ở tại vùng ngoại thành của Vương Thành, cách Hồng Thiên Học Viện một đoạn. Xe ngựa đi gần một canh giờ, dừng lại ở phía trước ở một tòa trang viên cực lớn. Đi ra khỏi xe ngựa, hắn lập tức nhìn thấy được xung quanh người đông nghìn nghịt. Điền lão từng là lão sư ở Bắc Phú Học Viện, chỉ đạo qua danh sư. Chỉ riêng điều này, là có thể thu hút vô số thế lực lớn đến đây chúc mừng. Trương Đại Sư, đi theo ta. Đi xuống xe ngựa, Hoàng Ngữ đi phía trước dẫn đường. Nàng đi tới cửa, lấy ra bái thiếp, dễ dàng tiến vào trong viện. Không hổ danh là người ngay cả ba sư cũng phải tới viếng thăm, phủ đệ rộng lớn, đường ngang ngõ dọc. Người mới lần đầu tiên qua đây, làm không tốt còn có thể lạc đường. Lưu sư bọn họ chắc hẳn còn chưa tới. Chúng ta có thể ở thiên điện bên này chờ. Hoàng Ngữ hình như đã từng tới đây, quen việc dễ làm. Ba người một đường đi về phía trước, thời gian không lâu, bọn họ đi tới một đại điện rộng rãi. Còn không có tiến vào trong đó, liền thấy nhiều người ra vào. Đã có không ít người tới đây. Chương 252, đã lâu không gặp hai. Tiểu Ngữ, nàng rốt cuộc đã tới. Mới đi tiến cửa đại điện, liền nghe được giọng nói kinh ngạc vui mừng vang lên. Ngay lập tức một người thanh niên vẻ mặt mừng rỡ tiến lên nghênh đón. Dáng vẻ của người thanh niên này khoảng 23, 24 tuổi, toàn thân mặc trang phục màu trắng, bộ dạng cực kỳ anh tuấn. Trương Huyền vừa so sánh với hắn, cũng kém hơn rất nhiều. Nhìn thấy người này, sắc mặt Bạch Tốn trầm xuống, ngăn cản trước mặt Hoàng Ngữ. Bạch Tốn, ngươi muốn làm gì? Người thanh niên nhếch miệng lên. Tiểu Ngữ cũng tên cho ngươi gọi sao? Ta khuyên ngươi cách xa nàng một chút, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Bạch Tốn nhìn chằm chằm vào đối phương, nổi giận đùng đùng. Không khách khí, chúng ta cũng không phải chưa đánh nhau, ngươi thắng được ta sao? Đối mặt với uy hiếp của hắn, người thanh niên không thèm quan tâm. Lại nói, đây là nhà ta, Tiểu Ngữ tới nhà của ta làm khách, đương nhiên ta phải tận tình đón tiếp. Vậy ngươi cũng muốn quản sao? Bạch Tiểu Vương ra ngươi cũng không tránh khỏi quản quá rộng đi. Ngươi, Bạch Tốn nhướng mày, lại muốn động thủ. Được rồi. Hình như sớm biết rằng hai người sẽ cãi nhau, đôi mi thanh tú của Hoàng Ngữ thoáng nhíu lại, nhìn về phía hai người. Chúng ta là vội tới chúc thọ cho Điền Lão. Muốn đánh nhau, một lát nữa các ngươi lại đánh. Tiểu Ngữ yên tâm, ta lười chấp nhặt với người này. Một tên vũ phu cả ngày chỉ biết là đánh đánh giết giết. Nói xong, người thanh niên khẽ cười. Tiểu Ngữ, ta vừa học được một bộ thủ pháp pha trà. Đi, ta dẫn nàng đi thưởng thức. Tuyệt đối an thần ngưng khí, uống thêm vài lần, bảo đảm nàng có thể sớm ngày bước vào tâm phẳng lặng như mặt nước. Không, ta còn phải ở chỗ này chờ Lưu Sư. Đối với sự nhiệt tình của đối phương, Hoàng Ngữ cũng không quá để ý, xua tay từ chối. Không đi cũng không quan trọng, ta vừa vặn cũng muốn bái kiến Lưu Sư,
ta lại ở trong này cùng nàng chờ. Đối với lời từ chối của nàng, người thanh niên hoàn toàn không để ý chút nào, cười khanh khách nói. Hắn không đi, hoàng ngữ cũng không có cách nào. Không biết xấu hổ. Bạch Tốn nổi giận đùng đùng, cũng không nhắc lại động thủ. Xem ra chắc hẳn không phải là đối thủ của người này, bằng không, lấy tính tình hung bạo của hắn, cần gì quan tâm mừng thọ hay không mừng thọ. Biết tình tình của vị tiểu vương gia này, người thanh niên lười để ý tới. Lúc này hắn mới phát hiện ra Trương Huyền, hắn nghi ngờ nhìn lại. Tiểu ngữ, vị này là... À, ta tới giới thiệu cho các ngươi một chút. Hoàng ngữ nhìn qua. Trương đại sư, vị Điền Long này chính là chủ nhân nơi này. Độc tôn của Điền lão. Điền Long, vị này chính là Trương Huyền lão sư của Hồng Thiên Học Viện. Trương Huyền, tên này thật quen, hình như từng nghe nói ở đâu. Người thanh niên Điền Long nghe được cái tên nhướng mày, suy tư một lát. Ánh mắt hắn nhất thời sáng lên. Hồng Thiên Học Viện, ngươi là Trương Huyền cùng Lục Tầm lão sư, đánh giá sư giả. Đánh giá sư giả huyên náo đến mức sôi sùng sục, hắn muốn không biết cũng khó. Lục Tầm là lão sư sao kim lợi hại nhất Hồng Thiên Học Viện. Dám cùng hắn tiến hành đánh giá sư giả, lá gan của ngươi thật là lớn. Bội phục, bội phục. Trong miệng nói bội phục đối phương, trên mặt lại hoàn toàn không có chút ý bội phục nào, trái lại đầy vẻ hả hê, cười trên nỗi đau của người khác. Lục Tầm thành danh biết bao năm, hơn nữa là con trai của Lục Trầm đại sư, danh tiếng rất lớn. Gần như tất cả mọi người đều cảm thấy cuộc so tài lần này, là cục diện nghiêng về một phía. Nhìn thấy được bộ dạng này của hắn, Trương Huyền lắc đầu. Lại một nhân vật nhỏ tự cho mình là đúng mà thôi. Điền Long, ngươi nói vậy là có ý gì? Bạch Tốn nhìn không được. Không có ý gì, người sang tự hiểu lấy mình. Không biết tự lượng sức mình, càng sống chỉ càng thêm mệt. Điền Long lắc đầu. Ngươi nói cho rõ ràng, ai không biết tự lượng sức mình? Trương đại sư, chỉ là tính tình khiêm tốn, không muốn bộc lộ rõ mà thôi. Bạch Tốn nổi giận đùng đùng. Hắn tuy rằng cũng quen biết Lục Tầm, nhưng không mấy quen thuộc. Ngược lại đối với Trương Huyền, hắn bội phục sát đất. Nghe đối phương nói như vậy, hắn lập tức không bỏ qua. Đại sư cái gì, tiếng xưng hô đại sư này có thể tùy tiện gọi sao? Điền Long cười nhạo, bàn tay vung, mang theo sự cao ngạo lạnh lùng. Đó là đạt được nhất định trình độ đối với một chức nghiệp mới có thể gọi. Giống như gia gia ta, ở trên trà đạo theo đuổi tới cực hạn, mới có tư cách xưng là đại sư trà đạo. Một lão sư Hồng Thiên Học Viện, mới chỉ khoảng 20 tuổi, gọi là lão sư, xem như nể tình. Cũng dám gọi là đại sư, thực sự không biết trời cao đất rộng. Điền Long lạnh lùng cười, đang muốn nói tiếp, lại thấy một lão già đi tới. Hắn lập tức khép chặt miệng, một mực cung kính ôm quyền, nghênh đón. Điền Long ra mắt Nguyên Ngữ đại sư. Người tới chính là y sư đứng đầu Thiên Huyền Vương quốc, Nguyên Ngữ. Đối với sự cung kính của hắn, Nguyên Ngữ đại sư chỉ gật đầu, trên mặt không chút kinh ngạc. Hắn đang muốn tiếp tục đi về phía trước, đột nhiên nhìn thấy được Trương Huyền ở bên cạnh. Nhất thời ánh mắt hắn sáng lên, lập tức vọt tới, vẻ mặt nhiệt tình. Trương đại sư, người cũng ở đây sao? Đã lâu không gặp. Chương 253, lần sau không được dùng lý do này nữa một. Hả? Vẻ mặt Điền Long đang cung kính, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thân thể chợt cứng đờ, giống như là bị đập trúng một gậy vào đầu. Gọi hắn cái gì? Đại sư? Nguyên Ngữ đại sư là ai? Là y đạo đại sư chân chính, y sư chính thức, là tồn tại có địa vị ngang hàng cùng tổ phụ Điền lão, đi đến chỗ nào cũng được người ta tôn sùng. Ngay cả Thẩm Truy bệ hạ đều phải lấy lễ đối đãi. Cho dù là loại thiên tài như hắn, tồn tại tiếng tăm lừng lẫy trong thế hệ trẻ tuổi, nói chuyện cùng, cũng phải cẩn thận, không dám lớn tiếng rất sợ đắc tội. Nhân vật như vậy, lúc này không ngờ dùng vẻ mặt cung kính chạy đến trước mặt một người còn nhỏ hơn mình, gọi là đại sư. Nhìn thái độ kia, giống như nhìn thấy thần tượng sao kim vậy. Trời ạ, chuyện gì xảy ra vậy? Mấu chốt nhất chính là, mình vừa nói người này có tư cách gì được gọi là đại sư, Nguyên Ngữ đại sư đã chạy tới. Đây là đánh vào mặt. Điền Long chỉ cảm thấy gương mặt vặn vẹo, môi cũng có chút nóng hừng hực. Chỉ có điều, chuyện khiến cho hắn phát điên còn chưa có kết thúc. Vốn tưởng rằng Nguyên Ngữ đại sư có thân phận cao như vậy, đặc biệt chạy tới, tiểu tử này nhất định sẽ cảm thấy vinh hạnh, đầy đắc ý. Lại thấy hắn nhăn mày. Không phải mấy ngày hôm trước mới thấy sao? Nhăn mày. Ngươi nhăn mày cái rắm ấy. Khóe miệng Điền Long giật một cái,
Đối phương là trưởng bối, nói đã lâu không gặp, là khách sáo, người này thì hay rồi, trực tiếp vạch trần, còn có thể cố gắng nói chuyện phiếm hay không. Vốn tưởng rằng Nguyên Ngữ đại sư sẽ vì vậy mà tức giận. Lại thấy hắn vỗ trán một cái, bừng tỉnh hiểu ra. Đúng, đúng, chủ yếu ta treo bức tranh của đại sư ở trong gian phòng, mỗi ngày quan sát, càng xem càng cảm thấy trình độ chênh lệch quá lớn, lúc này mới quên chúng ta mới gặp mặt mấy ngày hôm trước. Một bức tranh, có gì có thể học tập, thật sự muốn học, ta có thể dạy ngươi. Trương Huyền gật đầu. Được, vậy rất cảm tạ. Nguyên Ngữ đại sư kích động, râu mép nhếch lên. Phù phù. Điền Long thoáng lảo đảo một cái, cảm thấy trước mắt giống như có sấm sét đánh xuống từng đợt. Nguyên Ngữ, ngươi không là đại sư sao? Thế nào lúc này thoạt nhìn, giống như là học sinh tiểu học vậy? Học tập tiểu tử này, học cái quỷ gì chứ? Hắn có tư cách này sao? Hắn, thật sự không nhịn được, hắn nhìn về phía Bạch Tốn. Trương lão sư là đại sư thư họa chân chính, ngay cả Lục Trầm đại sư cũng bội phục không thôi. Nếu như hắn cũng không xứng với cách gọi đại sư, còn ai xứng nữa? Bạch Tốn đầy đắc ý, khinh bỉ nhìn qua. Cho ngươi khoe mẽ. Lần này nói không ra lời rồi. Nhìn bộ dạng ngươi vừa rồi kiêu ngạo, còn không biết trời cao đất rộng. Là ngươi không biết trời cao đất rộng ấy. Đại sư thư hỏa. Lúc này Điền Long mới nhớ tới, Nguyên Ngữ đại sư không chỉ tinh thông y đạo, ngay cả thư hỏa cũng hết sức lợi hại. Chỉ là dù thế nào hắn cũng không nghĩ ra. Người này ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới, là lão sư có tiếng xấu trong học viện, rốt cuộc đạt tới trình độ gì, ngay cả loại đại gia thư họa chân chính như Nguyên Ngữ này cũng phải tôn sùng như vậy. Tuy rằng thư họa kém thịnh hành hơn so với trà đạo, nhưng cũng là một trong những ngành nghề cửu lưu chân chính, rất khó học thành. Có thể là mô phỏng bức tranh của một vài tiền bối, có chút danh tiếng. Đại sư, chỉ là cách gọi lấy lòng thôi. Nếu không, với tuổi tác này, cho dù vừa sinh ra đã học vẽ tranh, cũng không có khả năng đạt được tiêu chuẩn đại sư. Trà đạo, thư họa cùng loại, hắn biết độ khó trong đó. Hắn từ 7 tuổi liền bắt đầu học tập trà đạo, đến bây giờ đã tròn 18 năm, cũng chỉ đạt được trà đạo nhị trọng cảnh giới quy chân hoàn pháp. Sử dụng phân chia cấp bậc luyện đan sư để nói, tương đương với luyện đan học đồ cao cấp đỉnh phong, còn cách chính thức một khoảng cách không nhỏ. Đối phương còn nhỏ hơn mình, làm sao có thể thật sự đạt được cấp đại sư? Đại sư lại là xưng hô cho nghề nghiệp chính thức. Thật giống như luyện đan sư chính thức, có thể xưng là luyện đan đại sư. Thì họa sư chính thức, hoặc có thể vẽ ra bức tranh tứ cảnh, cũng có thể xưng hô như vậy. Một tiểu tử chưa đủ 20 tuổi, vẽ ra bức tranh tứ cảnh. Lại giống như nói hắn có thể pha ra nước trà tứ cảnh vậy. Đùa kiểu gì vậy? Không biết Điền Long ở bên cạnh không tin, Trương Huyền thấy Nguyên Ngữ đại sư chạy tới tìm mình, thu hút không ít ánh mắt. Liền khoát tay áo. Ngươi làm chuyện của ngươi trước đi. Nếu thật sự muốn học, tranh thủ thời gian tìm ta là được. Hắn tới đây chính là muốn gặp ba danh sư một lần, thuận tiện hỏi một chút về chuyện khí đen trong cơ thể. Hắn không muốn quá mức xuất chúng. Đù sao, làm người phải khiêm tốn. Nếu như người này cứ đi theo, vẫn giấu mình thế nào? Căn bản không phù hợp với phẩm chất và yêu cầu làm người của hắn. Vâng, vậy ta tới bên kia trước. Chờ khi có thời gian rảnh rỗi sẽ tìm Trương đại sư học tập. Nguyên Ngữ đại sư cũng biết thân phận của hắn làm người khác chú ý quá mức. Nếu cứ ở đây, khẳng định sẽ dẫn tới phiền phức không cần thiết. Hắn ôm quyền rời đi. Người giỏi hơn làm lão sư, đối phương tuy rằng trẻ tuổi, lại có thể vẽ ra bức tranh ngũ cảnh. Chỉ dựa vào điểm ấy, đã làm cho hắn tôn kính và học tập. Điền Long chấn động kinh ngạc, tức giận, hai người nói chuyện với nhau. Hắn còn không nghe rõ. Lúc này, hắn lại nhìn về phía vị Trương Huyền lão sư này, không những không có bội phục, còn càng tức giận hơn. Hắn thích hoàng ngữ không phải là bí mật gì. Chính vì vậy, hắn và Bạch Tốn vẫn đối chọi gay gắt. Chương 254, lần sau không được dùng lý do này nữa. 2. Biết đại thọ của gia gia hoàng ngữ sẽ đến, hắn đặc biệt học một bộ thủ pháp pha trà, muốn biểu hiện một chút. Còn chưa kịp làm gì, đã bị người này đánh vào mặt. Còn đánh đau như thế. Hắn nhịn không động thủ, đã xem như rất giỏi kiềm chế. Cho dù không phải là đại sư chân chính gì, có thể khiến cho Nguyên Ngữ đại sư tự mình tới hỏi thăm, khẳng định cũng không đơn giản. Tuy rằng tức giận, nhưng hắn lại không mất đi bình tĩnh. Hắn đang nghĩ làm thế nào khiến cho người này cũng một lần xấu mặt, hòa nhau một phần. Đột nhiên trong mắt hắn xoay chuyển, một ý nghĩ xông ra.
Đúng, ngày hôm nay bọn họ cũng tới. Vừa rồi có người báo với ta. Ta chỉ muốn chờ Tiểu Ngữ, còn chưa kịp qua. Để cho bọn họ gặp mặt, khẳng định rất thú vị. Nghĩ vậy, hắn bước lên trước. Trương lão sư, thật sự ngại quá. Ta không biết ngươi am hiểu thư pháp, đã có nhiều mạo phạm, mong rằng thứ lỗi. Ngoài miệng nói ngại quá, trên mặt không có một chút biểu tình ngượng ngùng. Đối với loại người hai mặt, trong ngoài không đồng nhất này, Trương Huyền cũng lười tính toán, tùy ý khoát tay áo. Lần này thì thôi đi, lần sau không được lấy lý do này nữa. Ngươi, thấy mình khách khí nói một câu, đối phương lại mang theo giọng điệu giáo huấn, giống như lão sư giáo huấn học sinh. Điền Long lại cảm thấy ngực bị đè nén, thiếu chút nữa nổ tung. Ta còn có thể từ từ nói chuyện phiếm được không? Ta nghe người ta nói, người am hiểu thư họa đều tao nhã, ăn nói có hàm dưỡng có độ sâu. Người này thế nào chỉ một câu nói đã có thể khiến người ta tức chết. Thực sự là đại sư thư họa sao? Siết chặt nắm đấm, hắn thiếu chút nữa nổ tung. Chỉ có điều, hắn càng tức giận, càng không biểu hiện ra ngoài. Một cảm giác lạnh lẽo lóe lên ở trong đáy mắt, trên mặt hắn lại mỉm cười. Đúng, lần sau sẽ ta chú ý. Lưu sư bọn họ vẫn không biết tới khi nào mới qua. Ta thấy chúng ta không bằng đi lên trên lầu chờ. Chỉ cần bọn họ tới, khẳng định có thể nhìn thấy được. Để người quen biết hắn nhìn thấy được biểu tình này của hắn, tuyệt đối sẽ biết, nhất định sắp có người gặp xui xẻo. Chuyện này, Hoàng Ngữ có chút do dự, nhìn về phía người thanh niên bên cạnh. Tuy rằng nàng là danh sư học đồ, địa vị được tôn sùng, nhưng Trương Huyền lại có thể cùng Lục Trầm đại sư bàn luận ngang hàng. Nàng không muốn tự ý làm chủ. Trương Huyền gật đầu. Vừa rồi Nguyên Ngữ đại sư bái kiến, đã có không ít người chú ý. Đối với hắn mà nói, đi trên lầu chờ cũng vậy. Dù sao thời gian hôm nay cũng làm trễ, không có chuyện gì phải vội. Được rồi. Thấy hắn đồng ý, Hoàng Ngữ đáp ứng. Nhìn thấy một cảnh tượng như vậy, Điền Long càng phát điên. Hắn không biết quan hệ giữa Trương Huyền và Hoàng Ngữ, thấy bộ dạng của hai người như vậy, còn tưởng rằng bọn họ mắt đi mày lại, tình trạng ý thiếp. Đố kỵ mãnh liệt khiến cho da mặt hắn co giật, bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát. Đại sảnh lầu 2, mới là nơi chiêu đãi khách, có thể uống trà, cũng có thể ngồi ở bên cửa sổ thưởng thức phong cảnh. Từ nơi này có thể quan sát toàn bộ sơn trang, giống như một hoa viên cực lớn, cảnh đẹp ý vui. Dọc theo thang lầu, bốn người đi lên. Lầu 2 là một phòng trang nhã, có không ít người đã đi vào ngồi, pha trà uống nước, chuyện trò vui vẻ. Có thể tới tham gia tiệc mừng thọ của Điền Lão, gần như đều là nhân vật nổi danh ở Thiên Huyền Vương Quốc, thân phận không thấp, đều có nha hoàn đặc biệt hầu hạ. Những nha hoàn này xem ra cũng đặc biệt học qua, đều thành thục với trà đạo, pha trà mây bay nước chảy lưu loát sinh động, khiến người ta có thẩm mỹ khác thường. Bên này, Điền Long đi trước dẫn đường, vừa đi hắn vừa nhìn quanh, hình như đang tìm người nào đó. Đột nhiên ánh mắt hắn nhất thời sáng lên, dừng lại. Lục huynh, Vương huynh, tới cũng không gọi ta một tiếng. Ta cũng không biết các ngươi ở đây. Thuận theo phương hướng hắn nói nhìn lại, chỉ thấy hai người ngồi ở cách đó không xa. Đó chính là Lục Tầm và Vương Siêu, lão sư sao kim của Hồng Thiên Học Viện. Ngày hôm nay, bọn họ cũng tới tham gia tiệc mừng thọ của Điền Lão. Điền Long, ngươi là cố ý sao? Nhìn thấy được người này không ngờ dẫn đám người mình đến nơi đây, Hoàng Ngữ làm sao có thể không biết mục đích của đối phương. Sắc mặt nàng trầm xuống. Mọi người đều biết Trương Huyền lão sư sắp cùng Lục Tầm lão sư so đấu, hai người thủy hỏa bất dung. Hắn dẫn tới trước mặt, rất rõ ràng có dụng ý không tốt. Tiểu Ngữ, nàng đang nói gì vậy? Ta không phải vừa rồi mới nhìn thấy được Lục huynh, Vương huynh sao? Nếu đều quen biết, không bằng cùng ngồi uống trà, cũng vừa vặn nếm thử tay nghề của ta. Khóe miệng Điền Long khẽ nâng lên, len lén nhìn về phía Trương Huyền. Tiểu tử, người vừa rồi không phải rất kiêu ngạo sao? Lần sau không được dùng lý do này nữa. Lần sau em gái ngươi ấy. Hiện tại Lục Tầm lão sư ở đây, còn đại sư, còn cao nhân. Ta xem ngươi còn ra vẻ thế nào nữa. Lục Tầm Vương Siêu hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải Trương Huyền ở chỗ này. Vương Siêu nhăn mày, nhìn về phía Điền Long. Điền huynh, tiệc mừng thọ của Điền lão không kiểm tra thư mời sao? Tại sao người nào cũng có thể tiến đến vậy? Nghe hắn nói như thế, Điền Long hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Sớm nghe nói tính cách Vương Siêu nóng nảy, không nghĩ tới quả nhiên ra sức. Hắn vẫn buồn phiền làm thế nào dẫn dắt mâu thuẫn qua.
Người này vừa mở miệng lại giơ gậy lên. Trong lòng hắn vui như hoa nở, trên mặt lại cố ý lộ ra vẻ khổ sở. Thư mời khẳng định đã kiểm tra qua. Hoàng ngữ trợ giáo, Bạch Tiểu Vương gia đều do ta tự mình mời. Về phần vị này, Trương lão sư, ta tuy rằng không mời, nhưng nếu là khách của bọn họ, ta cũng không tiện nhiều lời. Khách, một lão sư cấp thấp, cũng có thể xưng là khách sao? Vương Siêu cười nhạo. Trương Huyền chỉ là lão sư cấp thấp trong học viện, ngay cả cao cấp còn chưa lăn lên được, càng chưa nói tới lão sư sao kim. Nếu thật sự muốn bàn về địa vị, quả thật không đủ tư cách tới tham gia tiệc mừng thọ của Điền lão. Được rồi, Vương Siêu. Lục Tầm khoát tay áo, cắt ngang lời châm chọc của bằng hữu tốt. Hắn liếc mắt nhìn Trương Huyền, thần sắc thản nhiên. Thật ngại quá, Trương lão sư, Vương Siêu luôn luôn nói chuyện nhanh mồm nhanh miệng, không có quy củ. Chỉ có điều, ở đây quả thật không phải là nơi ngươi nên tới. Mau trở về đi, đừng để cho Hoàng ngữ tiểu thư bị mắng vì ngươi. Cũng đừng khiến cho Hồng Thiên Học Viện mất hết danh tiếng. Chương 255, ngươi chính là Trương Huyền lão sư. 1. Lục Tầm, ngươi nói vậy là có ý gì? Nghe hắn nói như thế, Hoàng ngữ ở bên cạnh lại không nhịn được. Bị mắng cái gì, mất danh tiếng cái gì? Trương lão sư tới tham gia tiệc mừng thọ, là do ba danh sư mời. Thế nào đến trong miệng ngươi, lại thành mất mặt. Thật ngại quá, thân phận gì, đi tới địa phương như thế. Hoàng ngữ tiểu thư, ta biết tiểu thư là trợ giáo, nhận sự tin cậy và sủng ái sâu của Lưu. Chỉ có điều, cũng không thể tùy hứng làm bậy. Đây là tiệc mừng thọ của Điền lão. Tốt nhất nên chú ý một chút. Điền lão là ai? Đó từng là lão sư của Lưu sư, nắm giữ nghĩa nửa lão sư. Nàng dẫn theo một lão sư cấp thấp có tiếng xấu qua, một khi chọc cho Lưu sư không vui. Vậy thì phiền toái. Lục Tầm lắc đầu. Sắc mặt của hắn không có vẻ châm chọc cũng không có tức giận. Chỉ giống là đang trần thuật sự thực rất bình thản. Trong mắt hắn, Trương Huyền cuối cùng có thật sự đạt được sát hạch giáo viên không điểm hay không, đều không thể có vấn đề gì. Người này chỉ là một lão sư cấp thấp, loại tiệc mừng thọ cao cấp này, đối phương căn bản không có tư cách tham gia. Mạnh mẽ dẫn tới, chỉ kéo thấp đẳng cấp của mình. Cái này giống như dẫn một tên ăn mày đi vào tửu lâu lớn, trên người có ăn mặc xinh đẹp đi nữa, lại có khí chất đi nữa, cũng bị bạn đồng hành liên lụy, cũng lại trở nên nực cười. Rồng và Phượng Hoàng ở cùng một chỗ, mới là rồng. Ở cùng một chỗ với heo, đó chính là chó. Ngươi, nghe hắn nói như thế, Hoàng ngữ tức giận vẫn muốn nói gì thêm, lại thấy Trương Huyền khoát tay ngăn lại, đi tới cái bàn trước mặt, ngồi xuống. Trương Huyền tiện tay cầm ấm trà lên rót đầy một chén trà, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt hai lão sư sao kim tự cho mình là đúng. Náo loạn một hồi, ta là lão sư cấp thấp có danh tiếng xấu. Đã như vậy, Lục đại lão sư, vì sao lại muốn cùng ta tiến hành đánh giá sư giả? Chẳng phải sẽ đánh mất danh tiếng anh minh thần võ của ngươi sao? Ban đầu, hai người này thích ra vẻ ta đây, hắn lười để ý tới. Ai biết được? Cho các ngươi mặt các ngươi không cần. Không dẫm đạp lên ta, các ngươi mất hứng hay sao? Nghe hắn nói như thế, hai người Hoàng ngữ, Bạch Tốn nhìn nhau, đồng thời cảm thán. Thật không hổ danh là Trương Đại Sư, nói chuyện thật là ngoan độc. Đúng vậy, ngươi không phải nói dẫn hắn theo sẽ kéo chân sau của ta sao? Đã như vậy, ngươi đường đường là Đại Lão Sư sao kim, cùng hắn so tài làm cái gì? Đây không phải là tự mình đánh vào mặt mình sao? Ngươi, Lục Tầm khẽ cười. Hoàn toàn không có cảm giác bị đánh vào mặt. Mí mắt hắn thoáng nâng lên. Ngươi chỉ là một bàn đạp để ta đặt chân tiến về phía trước mà thôi. Muốn trách, cũng chỉ trách ngươi vận khí không tốt, đúng tới trên đầu ta. Bàn đạp. Không sai, ngày mai đánh giá sư giả, nhất định sẽ thu hút Dương sư cùng với ba vị danh sư đến đó. Đến lúc đó Lục huynh sẽ thể hiện ra thành quả dạy học của mình. Đến lúc đó, bốn vị danh sư tất nhiên cũng nhìn với cặp mắt khác. Lục huynh có thể nhảy một cái vượt long môn, trở thành trợ giáo học đồ chân chính. Ngươi, chỉ là một kẻ làm nền mà thôi. Vương Siêu khẽ cười, sử dụng ánh mắt thương hại nhìn qua. Chỉ là một hòn đá kê chân mà thôi, thật sự xem mình thành nhân vật lớn sao. Nói thật, có thể dẫm đạp lên ngươi cũng là để mắt tới ngươi. Đáng lẽ ngươi phải cảm thấy vinh hạnh mới phải. Các ngươi lại xác định có thể thắng sao? Lúc mới biết đối phương đánh chủ ý như vậy, Trương Huyền lắc đầu. Hắn không rõ suy nghĩ của ba danh sư, nhưng, Dương sư, chắc chắn sẽ không đến xem, hơn nữa lại không thu nhận vị Lục Tầm làm học đồ.
thật ra thắng hay không thắng đều không có vấn đề gì. Còn có việc, các ngươi không biết. Vương Siêu, Lục Tầm đang muốn nói tiếp, Điền Long ở một bên nở nụ cười. Cái gì? Vương Siêu nhìn qua. Điền Long khẽ cười, vẻ mặt tự tin. Lần này Lưu Sư tới Vương Thành, chúc thọ cho gia gia ta, chỉ là một mục đích trong đó. Chủ yếu nhất là muốn thu Lục Huynh làm trợ giáo. Chuyện này vốn là bí mật, nhưng trong thư Lưu Sư viết cho lão gia có nói tới. Ta vừa vặn nhìn thấy được, biết rõ ràng tất cả. À, thật sao? Hiển nhiên Lục Tầm cũng không biết tin tức này. Ánh mắt hắn nhất thời sáng lên. Đó là tất nhiên, Lục Huynh có danh tiếng lớn như vậy, nhận được danh sư thưởng thức, cũng rất bình thường. Lưu Sư là học sinh của gia gia ta, không dám giấu giếm, một năm một mười đều viết trong thư. Cũng bởi vì biết những điều này, gia gia mới bảo ta phát thiệp mời mời ngươi, dự định ở chỗ này hỗ trợ tiến cử ngươi một hồi, cuối cùng để cho một lão sư học sinh quen biết nhau, lập tức thu đồ đệ, truyền thành giai thoại. Điền Long nói, cảm ơn ân tình của Điền lão. Nghe được đối phương xác nhận như vậy, Lục Tầm đứng lên, vẻ mặt hưng phấn. Biết không có hy vọng gì từ phía bên Dương Sư, hắn lại đưa mắt chuyển tới ba danh sư bên này. Chỉ có điều hai ngày nay, ba danh sư hình như cũng không ở đây. Mỗi lần tới thăm hỏi đều không gặp được, khiến cho hắn có chút nóng nảy. Vốn tưởng rằng sẽ giống như Dương Sư đều ngâm nước nóng, nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới, Lưu Sư hóa ra đã sớm coi trọng mình. Thật sự là quá tốt. Xem ra chúng ta sau này sẽ trở thành đồng môn học đồ. Lục Tầm cao hứng cười, nhìn về phía Hoàng Ngữ, lộ ra nụ cười vui mừng. Ai với đồng môn với ngươi? Hoàng Ngữ hử lạnh một tiếng. Lưu Sư rốt cuộc có ý tưởng gì, nàng cũng không biết. Nếu như Điền Long dám nói vậy, khẳng định có nắm chắc. Chẳng lẽ, nàng thật sự phải làm đồng môn với người này sao? Hoàng Ngữ có chút sầu dĩ. Vẻ mặt người này tự cho mình là đúng, khiến cho nàng vô cùng khó chịu. Chỉ có điều, nói thật, người này nhưng cũng thật sự có năng lực. Ngay cả nàng cũng bội phục không thôi. Không có danh sư chỉ đạo, cũng có thể ở Thiên Huyền Vương quốc lăn lộn với sức sống bừng bừng, đối với giáo dục học sinh, khẳng định có cách nhìn rất sâu sắc. Có nghe được không, Lục Huynh lập tức trở thành danh sư học đồ, ngươi chẳng lẽ còn có mặt mũi đợi ở chỗ này? Nhận được tin tức tốt như vậy, Vương Siêu cũng đầy cao hứng. Hắn lại nhìn về phía Trương Huyền ngồi ở phía trước, mặt vẻ không để ý, lại càng thấy chán ghét. Lập tức trở thành, không phải còn chưa nhận sao? Đối với sự cao hứng của mấy người này, Trương Huyền lười để ý tới. Hắn cũng không nghĩ tới, Lưu Sư hóa ra đã sớm coi trọng Lục Tầm. Trong lòng hắn không khỏi suy nghĩ có nên sử dụng thân phận Dương Huyền khuyên can một chút hay không. Chương 256, ngươi chính là Trương Huyền lão sư. 2. Dù sao, nếu chẳng may Dương Huyền thật sự thu Lưu Lăng làm học sinh, Lục Tầm chính là đồ tôn của hắn. Người này tự cho mình là đúng, giả vờ giả vịt như vậy. Nếu đồ tôn như vậy, hắn thấy rất không thoải mái. Có phần không muốn lắm. Cho ngươi giả vờ, ta xem một lát nữa ngươi còn có thể giả vờ được nữa không. Thấy người này thấy quan tài cũng không rơi lệ, còn ở nơi này giả vờ giả vịt, trong mắt hai người liều mạng muốn trở thành đồ tôn của hắn đầy khinh bỉ. Đã thấy kẻ không biết trời cao đất rộng, chưa thấy qua kẻ nào không biết trời cao đất rộng như thế. Chỉ cần ba danh sư đi tới, Lục Tầm sẽ lập tức trở thành danh sư trợ giáo. Nói cũng đã nói đến mức này, hắn còn không biết xấu hổ ngồi ở chỗ này. Làm sao không biết xấu hổ như vậy chứ? Hơn nữa, còn ngồi ở tại chỗ không nhúc nhích, rót trà uống. Nước trà này, hắn làm sao uống tiếp được? Nếu như là ta, chỉ sợ sớm đã mất mặt nhảy lầu. Ha ha, Vương Huynh cũng không thể nói như vậy. Mới vừa rồi ta còn nghe tiểu ngữ, Bạch Tiểu Vương ra gọi vị Trương lão sư này là Trương Đại Sư. Nghe nói hắn lại là Đại Sư Thư Họa, rất uy phong đấy. Thấy ra mặt Trương Huyền dày vượt quá sức tưởng tượng, Điền Long cười mà như không cười nói. Đại Sư Thư Họa, Lục Tầm đưa hai tay ra sau lưng, liếc mắt nhìn qua, đầy xem thường. Nói ngươi là Đại Sư Thư Họa, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Khoác lác cũng phải có một giới hạn. Tuy rằng hắn nhiều năm không về nhà, nhưng muốn trở thành Đại Sư Thư Họa, độ khó lớn tới mức nào, hắn sẽ không biết sao. Một lão sư phế vật nổi danh trong học viện, không biết thế nào lại nối quan hệ với Hoàng Ngữ, nhảy nhót một chút thì cũng thôi. Thật sự càng giả vờ càng nghiện sao. Đúng vậy, Điền Huynh nghe nhầm rồi. Lục Huynh lại sinh ra ở thế gia Thư Họa. Phụ thân Lục Huynh,
Lục Trầm đại sư, là đại sư thư họa lợi hại nhất Thiên Huyền Vương quốc. Thẩm Truy bệ hạ còn từng theo học tập, Lục huynh từ nhỏ đến lớn tiếp xúc tối đa chính là thứ này. Bên trong vương quốc có đại sư thư họa hay không, sao có thể không biết được. Vương Siêu cũng cười lắc đầu. Có hai người các ngươi mở miệng, ta lại yên tâm. Mới vừa rồi ta còn thật sự tưởng là thật, dù sao Nguyên Ngữ. Điền Long đang muốn nói ra thái độ của Nguyên Ngữ đại sư vừa rồi, liền nghe được dưới lầu ầm ĩ, hỗn loạn một hồi. Nhanh một chút, ba danh sư tới. Còn có Thẩm Truy bệ hạ nữa, nhanh đi nghênh đón. Tiếng bàn luận vang lên. Ba danh sư và Thẩm Truy bệ hạ tới. Nghe được tiếng nói xôn xao phía dưới, Điền Long lập tức ngừng nói, nhìn về phía hai người Lục Tầm. Lục huynh, Vương huynh, chúng ta cũng xuống đi nghênh đón. Được. Ba đại danh sư đi tới, người trong phòng lại đều không ngồi yên, đi xuống lầu. Hoàng Ngữ học tỷ, đi thôi, đi nghênh đón lão sư. Lục Tầm cười nói. Ai là học tỷ của ngươi? Hoàng Ngữ hừ một tiếng, nhìn về phía Trương Huyền. Đi xuống đi. Biết Hoàng Ngữ thân là học sinh, lão sư đi tới, nhất định phải đi nghênh đón, Trương Huyền gật đầu. Lại nói, hắn tới đây chính là gặp ba danh sư. Nếu qua, vừa vặn đi qua gặp một chút. Xôn xao. Mấy người nối đuôi nhau đi ra, lúc này tầng một đều đi sạch, không còn ai. Đi ra đại sảnh, quả nhiên thấy trên lối đi phía trước có mấy bóng người đi tới. Đó chính là ba đại danh sư Lưu Lăng, Trang Hiền, Trịnh Phi và Thẩm Truy bệ hạ. Mấy người này ở trước mặt Dương sư lễ độ cung kính, ở chỗ này vẫn khí tức mười phần. Bái kiến Lưu sư, Trang sư, Trịnh sư, bái kiến bệ hạ. Tới tham gia tiệc mừng thọ có đủ tộc trưởng, trưởng lão của gia tộc lớn. Lúc này tất cả đều cúi đầu. Chúng ta giống như các ngươi, cũng tới chúc thọ cho Điền lão. Mọi người không cần câu nệ. Thẩm Truy bệ hạ cười nói. Hắn nói thoải mái, mọi người lại không dám. Mỗi một người cười theo, không dám nói lời nào. Chúng ta quá khứ. Điền Long thấy ba danh sư và Thẩm Truy bệ hạ đi tới, mỉm cười, dẫn đám người Lục Tầm, Vương Siêu nghênh đón. Hoàng Ngữ làm danh sư học đồ, làm sao có thể tụt lại phía sau. Nàng và Bạch Tốn, Trương Huyền cùng nhau đi song song tới. Lão sư. Đi tới trước mặt, Hoàng Ngữ, Bạch Tốn đồng thời khom người. Người mời đã tới chưa? Nhìn thấy được hai người, mắt Lưu Lăng, Trang Hiền, Trịnh Phi đồng thời sáng lên. Hai ngày nay, bọn họ vẫn thay đổi trang phục, canh giữ ở Hồng Thiên Học Viện, chờ Trương Huyền đi ra, muốn xem thử có thể tìm cơ hội thu làm học đồ hay không. Nhưng nằm mơ bọn họ cũng không nghĩ tới, người này căn bản không có trở về, giống như biến mất. Ngay cả Thẩm Truy bệ hạ cũng không tìm được tung tích. Không có cách nào, không thể làm gì khác hơn, bọn họ đành sai hai người Hoàng Ngữ, Bạch Tốn đi tìm. Ban đầu, bọn họ không có hy vọng quá lớn. Lúc này nhìn thấy trên mặt hai người hoàn toàn không có chút chán nản nào, trong lòng bọn họ đồng thời thoáng động. Mời tới rồi, chính là vị bên cạnh ta đây. Hoàng Ngữ đang muốn giới thiệu, Lục Tầm ở bên cạnh cắt ngang lời của nàng, vẻ mặt kích động tiến lên ôm quyền. Tại hạ Lục Tầm, ra mắt Lưu sư, Trang sư, Trịnh sư. Tự giới thiệu xong, vốn tưởng rằng ba đại danh sư sẽ lập tức cao hứng hỏi han ân cần, thu làm học đồ, hắn lại thấy ba người hoàn toàn không có để ý tới mình. Giống như không thấy được, lao thẳng đến chỗ Điền Long đang đi tới, vây quanh hắn, vẻ mặt tươi cười. Ngươi chính là Trương Huyền lão sư, cuối cùng cũng để N cho chúng ta nhìn thấy người thật. Có thể để cho chúng ta tìm tới dễ dàng. Á! Điền Long đứng ngây ra tại chỗ. Chương 257, Điền Lão 1. Ta! Điền Long đứng đờ người tại chỗ, nhìn ba đại danh sư vẻ mặt tươi cười, thậm chí thoáng hiện ra vẻ lấy lòng, vẻ mặt mơ hồ không hiểu. Muốn nói điều gì lại một câu cũng không nói được. Đây là, tình huống thế nào vậy? Trương Huyền ở một bên càng không hiểu ra sao. Thế nào mới mấy ngày không gặp, ba người này lại ngu ngốc tới mức choáng váng như vậy. Ta mới là Trương Huyền không nói. Loại ánh mắt hưng phấn này của các ngươi là chuyện gì? Dường như lừa tiền các ngươi là Dương sư, không có liên quan với ta đi. Oan có đầu nợ có chủ, cho dù khám phá ra thân phận, tìm hắn đòi đi. Khụ khụ, Lưu sư, hắn không phải là Trương lão sư. Đó là tôn tử của Điền lão, Điền Long. Hoàng Ngữ không nhịn được, vội vàng nói. A, không phải, không phải, vậy ngươi giả vờ tính làm cái gì? Làm hại ta cao hứng hụt một hồi. Trừng mắt nhìn Điền Long trước mặt, Trịnh Phi hừ lạnh một tiếng, hận không thể một tát đánh tới.
Nhìn thấy được ánh mắt hung ác của hắn, Điền Long nước mắt tuôn rơi. Không phải ta giả vờ, là các người vừa xông lại, đã nhận định ta là Trương Huyền lão sư. Ngay cả cơ hội phản bác ta cũng không có, ta là sợ hãi có được không? Thảo nào ba sư sẽ nhận sai, bất kể chiều cao hay diện mạo, Điền Long cũng tốt hơn Trương Huyền tốt hơn rất nhiều. Hoàng Ngữ chỉ nói ở bên cạnh nàng, còn chưa kịp nói ở bên trái hay bên phải, đã bị Lục Tầm cắt ngang. Nhìn một cái, bọn họ tự nhiên nhận định người cao lớn đẹp trai này chính là người mình muốn tìm. Hắn không phải, vậy, Trương lão sư ở đâu? Lưu Lăng lại nhìn qua. Ta là Trương Huyền. Biết tránh né không được, Trương Huyền không thể làm gì khác hơn là kiên trì đứng ra. Ngươi chính là Trương lão sư, quả nhiên ngọc thụ lâm phong, tuấn tú lịch sự. Lưu Lăng bước lên trước, cười nói. Đúng vậy, anh Tuấn có khí chất, hơn người như thế, ta liếc mắt lại nhận ra. Trang sư cũng nói. Không hổ danh là lão sư kiểu mẫu của Thiên Huyền Vương quốc. Không tệ, không tệ. Trịnh Phi theo sát đó mở miệng. Trên trán Trương Huyền hiện ra vạch đen. Ta ngọc thụ lâm phong, tuấn tú lịch sự, hơn người, anh Tuấn có khí chất. Đã như vậy, các ngươi còn có thể nhận sai, cảm thấy Điền Long là ta. Không nghĩ tới đường đường là danh sư, cũng trợn mắt nói mò. Còn tỏ ra lẽ thẳng khí hùng như vậy. Mặt mũi đâu? Thân phận đâu? Không biết ba vị danh sư tìm ta có chuyện gì? Thấy ánh mắt của bọn họ càng ngày càng nóng bỏng, Trương Huyền lại không nhịn được, vội vàng mở miệng. À, ở đây nhiều người, chúng ta có thể tìm một chỗ nói kỹ càng hơn không? Lưu Lăng nói. Nhiều người nhìn như vậy, hắn dù sao cũng không khả năng nói, nghe nói về rất nhiều sự tích của ngươi, cũng đặc biệt chạy học viện khảo sát xong, muốn nhận ngươi làm học đồ. Nếu thật sự nói như vậy, người khác không nhưng cảm giác bọn họ bị bệnh tâm thần, Trương Huyền trước mắt này khẳng định cũng sẽ trực tiếp sợ bỏ chạy. Nào có danh sư nào nhận học đồ, lại tích cực như vậy? Được. Trương Huyền gật đầu. Bộ dáng đối phương thế này, chắc không biết hắn chính là Dương Huyền. Nếu không, khẳng định đã sớm động thủ. Đã như vậy, hắn vừa lúc cũng muốn hỏi thăm một chút về chuyện khí đen, không bằng trực tiếp đáp ứng. Đi thôi. Thấy vị Trương lão sư này dễ nói chuyện như vậy, ba người thở phào nhẹ nhõm, vây hắn vào giữa, dường như rất sợ hắn chạy mất, đi về phía trước. Mọi người nghi ngờ, kỳ quái. Lục Tầm cách đó không xa, trong lòng lại suy sụp. Vốn tưởng rằng ba đại danh sư đi tới, chỉ cần nói ra thân phận, sẽ được thưởng thức, do đó thuận lý thành chương trở thành học đồ của Lưu sư, nổi danh thiên hạ. Nhưng, tình huống trước mắt là gì vậy? Sau khi nghe được tên mình, hoàn toàn không có để ý tới, trái lại trực tiếp lao về phía Trương Huyền, kẻ hắn vẫn không nhìn để ý tới, thái độ thân mật. Không phải nói mình là danh sư học đồ đã quyết định trong nội bộ sao? Trương Huyền này chỉ là lão sư cấp thấp, hơn nữa danh dự còn kém như vậy, vây quanh hắn làm gì? Cắn răng một cái, hắn đi lên phía trước. Lưu sư, ta là Lục Tầm, lão sư sao kim Lục Tầm của Hồng Thiên Học Viện. Ta, đã biết, lần trước ở Vương Cung đã từng thấy qua. Lưu Lăng gật đầu, một tay đẩy hắn ra. Được rồi, tránh đường ra, ta có việc muốn bàn bạc cùng Trương lão, đi sang một bên, khác cản đường. Lục Tầm thoáng lảo đảo. Ngay sau đó hắn liền thấy Lưu sư đi xa, hắn chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, ngay cả tâm tư muốn chết cũng có. Bất kể nói thế nào, ta cũng là lão sư sao kim, đứng đầu của Thiên Huyền Vương quốc. Nói một câu đã gặp là xong, chẳng lẽ không muốn hỏi thêm vài câu sao? Hơn nữa, còn đẩy ta ra, chê ta cản đường. Đối với Trương Huyền kia, rất sợ hắn đi mất, ba người coi trọng vây quanh. Đối với mình, tim Lục Tầm hoàn toàn nghẹn lại. Ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Cố nén kích động muốn nôn ra máu, hắn quay đầu lại nhìn về phía Điền Long cách đó không xa. Ngươi không phải có tin tức nội bộ sao? Ngươi không phải nói, Lưu sư viết thư qua, nói muốn thu ta làm học đồ sao? Ai từng thấy lão sư nhìn cũng không liếc mắt nhìn học đồ hay không? Ta, nhìn thấy được ánh mắt của hắn, Điền Long cũng có phần muốn phát điên. Ta thật sự nhìn lá thư này. Trong này có chuyện gì, ta cũng không biết. Chương 258, Điền Lão 2. Hai người giàu dĩ, Vương Siêu ở một bên lại cảm thấy da mặt giống như cũng bị đánh tới đỏ ửng. Vừa rồi hắn nói Trương Huyền nói rất vui vẻ, cũng cho rằng thân phận danh sư học đồ của Lục Tầm là chuyện ván đã đóng thuyền, không chạy đi được. Kết quả hắn lại phát hiện, mình ở trước mặt mọi người bị đánh vào mặt,
còn là loại vô cùng tàn nhẫn này. Nói người ta làm nền, làm bàn đạp để bay lên. Thế nào lại có cảm giác, náo loạn một hồi, Lục Tầm giống như làm nền và bàn đạp hơn. Vừa rồi còn cảm thấy đối phương không biết liêm sỉ, chắc hẳn phải nhảy lầu. Phải nhảy lầu chính là chính hắn mới đúng. Có thể, kể cả Vương Siêu và hai người Lục Tầm, Điền Long, đồng loạt nhìn về phía Hoàng Ngữ, Bạch Tốn. Nếu nói trong mọi người, ai biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nhất định là hai người bọn họ. Một người là học đồ của Lưu Sư, một người là học sinh của Trang Sư. Trương Huyền lại là do bọn họ tìm tới. Chúng ta, cũng không biết. Hoàng Ngữ vội vàng lắc đầu. Ba Sư chỉ nói với bọn họ nói, tìm Trương Huyền tới, cũng chưa nói muốn làm gì. Cho dù là các nàng bây giờ, trên đầu cũng đều là dấu chấm hỏi. Ở trong lòng bọn họ, bất kể Lưu Sư hay Trang Sư đều nói năng thận trọng, cao cao tại thượng. Lúc này hai người lại giống như theo đuổi ngôi sao, quay xung quanh trước mặt Trương Huyền lão sư. Cho dù tận mắt nhìn thấy, bọn họ cũng cảm thấy không thể tin được. Nếu không, đi qua xem thử. Tất cả mấy người đều không hiểu nổi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Bọn họ không thể tiếp tục nhịn được nữa, đi theo sát phía sau. Nhất là Lục Tầm, ngày hôm nay không biết được đáp án, đừng nói ngủ, tức cũng có thể tức chết. Trước đó vẫn tỏ vẻ cao ngạo, cảm thấy xem thường ở cùng một chỗ với Trương Huyền. Lúc này thì hay rồi, ba đại danh sư gián sát vào người ta, hắn bị ném tới trong góc. Người này rốt cuộc có chỗ nào tốt, khiến cho ba sư ngay cả liếc mắt nhìn ta cũng không muốn. Bệ hạ, Lưu sư, Trang sư, Chính sư, biết các ngươi tới đến, lão gia sai cho ta đặc biệt nghênh đón. Mấy người còn chưa đi xa, một lão già lại tiến lên nghênh đón. Đó là quản gia Điền Phủ, Điền Cương. Ừ, Lưu sư gật đầu. Tuy rằng hắn rất muốn lập tức nói với Trương Huyền, mình có ý định thu hắn làm học đồ. Nhưng ở đây dù sao cũng là tiệc mừng thọ của Điền lão, không thể giọng khách hát giọng chủ. Mời đi bên này, lão gia đã ở chủ điện chờ. Điền Cương đi trước dẫn đường. Trương lão sư, cùng đi đi. Điền lão là lão sư trà đạo của ta trước kia, tính tình hiền lành. Lưu Lăng cười giải thích. Đối mặt với thái độ thân mật của ba danh sư như thế, Trương Huyền không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng. Đi được mấy bước, hắn lại thấy Thẩm Truy bệ hạ đi tới đến trước mặt, cười lớn nhìn qua. Trương Huyền lão sư, ta đã sớm nghe nói về đại danh của ngươi. Quả nhiên anh hùng trẻ tuổi, tương lai khẳng định sẽ có thành tích xuất sắc, nổi danh thiên hạ. Sau này, nếu như có nhu cầu gì, cứ nói với ta. Thiên Huyền Vương quốc tuy rằng không tính là quốc gia lợi hại gì, nhưng trên vật tư cũng không thiếu. Chỉ cần chúng ta có thể tìm tới, nhất định sẽ dốc hết toàn lực, không chối từ. Nghe được đối phương hứa hẹn, sắc mặt Trương Huyền càng cổ quái hơn. Thẩm Truy bệ hạ có ý định lấy lòng, hắn tự nhiên có thể nhìn ra. Chỉ là, hắn là một lão sư học viện bình thường, có tư cách gì đáng để đường đường một quốc vương lấy lòng. Lại nói, trước đó ngươi nghe được, là danh tiếng phế vật của ta. Thế nào mấy ngày không gặp, mấy tên này đều giống như đổi thành người khác, thái độ tốt như vậy. Mấy ngày qua ta vẫn ngụy trang thành Dương sư, còn chưa lấy thân phận Trương lão sư xuất hiện. Trương Huyền có chút không hiểu nổi, rốt cuộc có chuyện gì phát sinh, khiến cho thái độ của những người này biến thành như vậy. Chỉ có điều như vậy cũng tốt, trước đó còn nghĩ, bọn họ có địa vị cực cao, dựa vào thân phận này của Trương Huyền rất khó tiếp xúc. Hiện tại xem ra, mình đã suy nghĩ nhiều. Mấy ngày không để ý, thật không biết cái tên Trương Huyền này cũng đã trở nên lợi hại như vậy. Khiến cho đường đường là bệ hạ, danh sư đều vội vàng nịnh bợ. Thấy có ý định lấy lòng, người thanh niên đối diện khẽ gật đầu liền không nói thêm gì nữa, khuôn mặt không chút kinh ngạc, Thẩm Truy bệ hạ thầm than. Không hổ danh là nhân vật có thể được ba danh sư coi trọng. Chỉ riêng phần tâm tính này cũng quá nổi bật. Đổi lại thành những người trẻ tuổi khác, bệ hạ khích lệ vài câu, lại làm ra loại hứa hẹn này, tất nhiên sẽ dương dương đắc ý, tự cho mình siêu phàm. Nhìn người ta đi, trầm ổn bình tĩnh, không hề dao động. Phần trầm ổn này giống như núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt cũng không thay đổi, lại khiến người bội phục. Hắn âm thầm bội phục, nhưng không biết Trương Huyền làm đương sự, cũng không phải trầm ổn, mà là thất thần. Lại nói, mấy ngày qua ngụy trang thành Dương sư, đều tiếp xúc thành quen. Từ lâu không có áp lực, đương nhiên tâm tính hắn thả lỏng. Mấy người đi theo phía sau quản gia, chỉ chốc lát bọn họ lại đi đến một tòa đại điện rộng lớn. Vừa đi vào trong đó, lại ngửi được mùi trà thơm xông vào mũi,
khiến tinh thần người ta thoáng cái trở nên thoải mái. Tới đây, ngồi đi. Một lão già ngồi ngay ngắn ở vị trí chính giữa của đại điện. Trước mắt hắn là một bộ dụng cụ trà tinh mỹ. Nước nóng hình thành xương trắng, lượn lờ dâng lên. Mùi trà thơm chính là từ chỗ này bay ra. Thẩm Truy, Lưu Lăng, Trang Hiền, Trịnh Phi ra mắt Điền lão. Mấy người bước lên trước. Trương Huyền đi theo ở phía sau, nhìn về phía lão già trước mặt. Đại thọ 90, thoạt nhìn lại không khác với 70 cho lắm. Tròm râu trắng như tuyết, từ phía xa nhìn lại, cho người ta một loại cảm giác tiên phong đạo cốt. Ừ, đáp một tiếng, lão già tùy ý khoát tay, vẫn chưa ngẩng đầu. Cầm lấy chén trà, chậm rãi rót nước sôi vào trong. Lá trà nhất thời tản ra mùi thơm thoang thoảng, bàn tay khẽ vuốt, trà cụ dường như tự mình mọc ra tay chân. Nước trà nóng hổi, được trực tiếp rót vào trong đó. Một bộ thủ pháp, mây bay nước chảy lưu loát sinh động, cho người ta một loại thẩm mỹ đặc biệt. Còn chưa có uống được trà, lại khiến người ta tán thưởng không dừng, ánh mắt khó có thể rời đi. Hoàn toàn là một loại hưởng thụ. Đây là trà đạo, lợi hại. Trước đó vẫn cảm thấy trà đạo không thể so sánh được với các loại luyện đan. Nhìn thấy được động tác của lão già này, hắn mới biết được có thể trở thành một trong những nghề của cửu lưu, quả nhiên không tầm thường. Mời. Lão già ngoắc tay, mấy thị nữ xung quanh đi tới, rót đầy chén trà bưng về phía Thẩm Truy bệ hạ và ba đại danh sư. Tổng cộng 6 chén, phân ra 4 chén, còn lại 2 chén. Nước trà đưa ra, lão già xoa xoa tay, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người. Lúc này hắn mới nhìn thấy Trương Huyền, không nhịn được sửng sốt. Vị này chính là chương 259, thử thách 1. Hồi bẩm Điền lão sư, vị này chính là Trương Huyền, lão sư kiệt xuất trẻ tuổi của Hồng Thiên Học Viện. Lưu Lăng giới thiệu, tuy rằng Điền lão đã không còn dạy hắn, nhưng hắn vẫn theo thói quen gọi là lão sư. Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Thế giới này, tôn nghiêm của sư đạo là vô cùng nghiêm khắc. Cho dù là danh sư, cũng không dám vi phạm. Trương Huyền. Điền lão lắc đầu, trên mặt không chút kinh ngạc, mang theo nghi ngờ. Lão sư kiệt xuất của Hồng Thiên Học Viện không phải là Lục Tầm sao? Lục lão sư cũng rất ưu tú, nhưng Trương lão sư hoàn toàn không yếu hơ, thậm chí còn có phần vượt trội. Nhớ tới từng cảnh tượng nhìn thấy được ở Hồng Thiên Học Viện trong 2 ngày nay, Lưu Lăng không nhịn được tán thưởng. Tùy tiện dạy học sinh chừng 10 ngày, còn 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi nắng lưới không đến. Kết quả, mỗi một đệ tử đều đột nhiên tiến mạnh, thực lực tăng bạo phát. Loại này dạy học thành quả, đừng nói giống nhau lão sư, cho dù 3 người bọn họ, đều rất khó làm được. Có phần vượt trội. Ánh mắt Điền lão lóe lên. Có thể được ngươi tán dương như vậy, chứng tỏ quả thật có bản lĩnh, có tư cách ngồi xuống. Chỉ có điều, muốn uống trà của ta, không dễ dàng như vậy. Phải thông qua thử thách. Thử thách? Trương Huyền nhìn qua. Ta chỉ là theo đám người lưu sư đi tới, không phải muốn uống trà. Lại nói, trà của ngươi chẳng lẽ là rượu thần tiên? Cần phải thông qua sát hạch mới có thể uống sao? Hắn đang muốn mở miệng từ chối, lại thấy Lưu Lăng đứng cách đó không xa, ánh mắt nhất thời sáng lên, hưng phấn nhìn qua. Quá tốt, Trương Huyền lão sư, đây chính là cơ hội tốt, ngươi cần phải nắm chặt. Cơ hội? Lại uống một chén trà mà thôi, có cơ hội tốt gì? Có thể uống trà do Điền lão sư tự tay pha, là chuyện vô số người tu luyện tha thiết ước mơ. Thấy hắn không rõ, Lưu Lăng cười giải thích. Ngươi có khả năng không biết, trà của Điền lão sư, bất kể từ lá trà hay thủ pháp pha trà, đều rất được coi trọng. Hiện tại đặt trên bàn này, gọi là tĩnh thần trà. Toàn bộ Thiên Huyền Vương quốc không vượt quá 3 gốc trà, sinh trưởng ở trên đỉnh núi tuyết cao nhất của Bạch Châu Phong, mỗi ngày ánh sáng mặt trời chiếu xuống, vượt quá 8 canh giờ. Chính vì vậy, khi pha ra, mùi thơm xông vào mũi, kéo dài không giảm. Cây trà ít ngược lại cũng thôi. Hái lá cây, không thể là quá non, cũng không thể quá già. Chỉ có thể hái tại canh giờ thứ 3 sau khi cây trà nở hoa xong. Canh giờ này, lá trà ẩn chứa mùi hoa thoang thoảng, kết hợp với băng tuyết trên đỉnh núi Bạch Châu Phong, sử dụng nước sôi pha ra mới có thể khiến người ta càng hưởng thụ hơn. Một cây trà, vốn không có bao nhiêu lá cây, lại yêu cầu hà khắc như vậy. Có thể tưởng tượng được sản lượng lá trà loại này thế nào. Nói thật cho ngươi biết, sản lượng ở toàn bộ Thiên Huyền Vương quốc cộng lại, một năm cũng chỉ có khoảng 3 lạng. Trương Huyền líu lưỡi. Thảo nào đối phương nói trịnh trọng như vậy, uống một trà cũng phải sát hạch, chỉ riêng mức độ quý hiếm của loại trà này, cũng đáng giá.
Đương nhiên, số lượng rất ít ỏi, nhưng chỉ nói loại lá trà này chân quý, đối với người tu luyện mà nói, có thể uống hay không uống, không tính là cơ hội. Người tu luyện, chú trọng nhất chính là tu vi của bản thân. Trà cho dù uống ngon, không uống cũng sẽ không bớt đi cái gì, không cần thiết vì thèm muốn ăn uống, trả cái giá quá lớn. Sở dĩ quan trọng, là bởi vì tác dụng của trà. Tĩnh thần trà, có công hiệu tĩnh tâm an thần, người bình thường dùng, có thể cải thiện giấc ngủ, khôi phục tinh thần, tinh lực tăng lên rất nhiều. Mà võ giả sử dụng, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, đạt được cảnh giới tâm như mặt nước phẳng lặng. Tuy chỉ là tiến vào trong thời gian ngắn, thời gian không lâu sẽ lại tự động lui ra ngoài, nhưng có thể khiến cho người ta sớm cảm nhận loại ảo diệu của tâm cảnh này, đối với tiến bước sau này, có trợ giúp cực lớn. Lưu sư nói tiếp, đương nhiên, chỉ riêng trà sẽ không có công hiệu này. Cần phải phối hợp với tài nghệ trà đạo cao siêu của Điền lão sư, mới có năng lực như vậy. Có thể khiến cho người ta đạt được cảnh giới tâm như mặt nước phẳng lặng trong khoảng thời gian ngắn sao? Mắt Trương Huyền trợn tròn. Chỉ có đạt được cảnh giới tâm như mặt nước phẳng lặng, làm một chuyện gì mới có khả năng chăm chú, không bị tâm tình khác ảnh hưởng. Thật giống như lúc tranh luận đan gặp phải hai vị luyện đan sư Mạnh Nham, Trần Tiêu, chế luyện tĩnh tâm đan. Loại đan dược an thần tĩnh tâm này, rất dễ dàng vì tâm tình và thân thể của mình chi phối, do đó dẫn đến đan dược biến dị, mất đi công hiệu vốn có. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, cũng là bởi vì nguyên nhân tâm cảnh không đột phá. Chỉ cần đạt được tâm như mặt nước phẳng lặng đệ nhị cảnh, mặc dù có trong người có chuyện xấu xảy ra, vẫn có thể duy trì tâm thần an bình, không bị ảnh hưởng, chế luyện ra tĩnh tâm đan hoàn mỹ. Hội trưởng công hội luyện khí sư, La Trùng lại đạt tới loại cảnh giới này. Kết quả là bởi vì Long Lân Hà mỗi lần luyện khí vẫn không có cách nào tĩnh tâm, cuối cùng ngay cả luyện khí cũng làm không được. Rất nhiều người tu luyện không chú trọng tâm cảnh, cảm thấy không có tác dụng gì. Thật ra không phải vậy. Võ giả muốn đột phá tông sư, trở thành võ giả cường giả bát trọng, nhất định phải đạt được tâm cảnh đệ nhị trọng. Bằng không, tâm cảnh không tinh khiết, bất kể trùng kích như thế nào, cũng rất khó nắm chặt được ý nhị và ý cảnh của tông sư. Không chỉ võ giả yêu cầu, không ít chức nghiệp cũng có yêu cầu đặc biệt. Thật giống như sát hạch danh sư, trận pháp sư, không đạt được cảnh giới tâm như mặt nước phẳng lặng, đều không có tư cách sát hạch. Lưu Lăng rất sợ Trương Huyền không hiểu, lại giải thích một câu. Ừ, Trương Huyền gật đầu, miêu tả liên quan tới tâm cảnh, trong tàng thư khố của vương quốc có chút ghi chép. Tinh thần hắn thoáng động, lại gần như nhìn xong, xem như biết được một ít, không phải là bí mật gì. Cũng bởi vì biết những điều này, hắn mới biết được độ khó tiến bước của tâm cảnh. Uống một chén trà, lại có thể đi vào, mặc dù là thời gian ngắn ngủi, cũng rất khủng khiếp. Công hiệu to lớn, ngay cả tĩnh tâm đan cũng làm không được. Thảo nào trà đạo ở trong phạm vi vương quốc được lưu hành như thế, thậm chí vượt qua thư họa, nguyên nhân quan trọng nhất chính là chỗ này. Nói cách khác, nếu như trước đây hai vị đan sư Mạnh Nham và Trần Tiêu, trước khi luyện đan, uống một chén, là có thể chế luyện ra tĩnh tâm đan không có vấn đề gì. Trương Huyền tranh luận đan chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng thắng lợi như vậy. Trà có công hiệu như vậy, cho dù mỗi lần ta qua, cũng không nhất định có thể uống được. Ngày hôm nay vẫn dính ánh sáng của ba vị danh sư, Điền lão nếu đáp ứng cho ngươi cơ hội, tuyệt đối là ngàn vàng khó cầu. Thẩm Truy bệ hạ cũng cười nhìn qua. Không biết là thử thách gì? Chương 260, thử thách 2. Trương Huyền có chút động tâm, không nhịn được nhìn sang. Hắn tuy rằng đã đạt được cảnh giới tâm như mặt nước phẳng lặng, cũng chỉ là sơ cấp nhất. Trà này hữu dụng, có lẽ lại có thể khiến cho hắn cảm nhận được trung cấp thậm chí càng cao. Điền lão vẫn chưa trả lời, mà vẫy tay. Để cho bọn họ cùng vào đi. Quản gia Điền Cương gật đầu lui ra ngoài. Thời gian không lâu, có mấy người đi đến. Đó chính là đám người Điền Long, Lục Tầm, Vương Siêu cùng với Hoàng Ngữ, Bạch Tốn. Lục Tầm ra mắt Điền lão. Đi vào gian phòng, Lục Tầm bước lên trước, ôm quyền khom người. Ừ, đều ngồi đi. Ngươi và vị Trương lão sư này đều là lão sư kiệt xuất của Hồng Thiên Học Viện. Đáng tiếc trà chỉ có một chén, cho nên, cũng chỉ có thể thử thách. Như vậy đi, ta ra đề mục cho các ngươi. Hai người so tài, ai thắng, ai lại có tư cách uống trà. Lưu Lăng, ta nói có được không? Để cho đám người Lục Tầm ngồi xuống, Điền lão nhìn về phía Lưu Sư. Hắn nói là uống trà, thật ra chỉ cần không ngốc, đều có thể nghe hiểu được chuyện gì xảy ra. Hóa ra lão già này thử thách là giả, là muốn tạo điều kiện cho Lục Tầm.
Nhìn đến đây, Trương Huyền làm sao có thể không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Tuy rằng không rõ đám người Lưu Sư vì sao đột nhiên khách khí đối với hắn như vậy, nhưng lúc này hắn cũng đoán đúng. Nhất định là muốn nhận mình làm học đồ, nếu không đường đường là ba đại danh sư ăn no rừng mỡ, dây dưa với một lão sư cấp thấp như mình sao? Chuyện này phát sinh ở trang viên của Điền gia, Điền lão làm chủ nhân, nếu muốn nói không biết, tuyệt đối là không có khả năng. Cho nên, cái gọi là uống trà là giả, có thể là cố ý gây khó dễ cho mình, để cho Lục Tầm biểu hiện tốt một chút, một lần nữa thu được sự coi trọng của Lưu sư. Trương Huyền cũng không có ý định làm học đồ của Lưu sư. Chỉ có điều, đối phương tới đây tuyển chọn, vẫn khiến cho trong lòng hắn âm thầm khó chịu, có loại cảm giác giống như chui lồng sắt bị đối phương đùa bỡn. Chỉ có điều, hiện tại hắn lại không thể cự tuyệt. Sau chuyện đánh giá sư giả truyền ra, hắn vẫn bị người ta lấy ra so sánh với Lục Tầm. Thoạt nhìn là tranh đoạt một chén trà, trên thực tế lại tranh đoạt tư cách học đồ của Lưu sư. Một khi từ chối, nhất định sẽ bị dán lên cái mác khiếp sợ. Lục Tầm này khẳng định càng dương dương tự đắc. Trương Huyền cũng nghe được ý tứ, Lưu Lăng tất nhiên cũng nghe được. Hắn nhíu mày, sắc mặt có chút khó coi. Rất hiển nhiên, Điền lão quyết định như vậy, cho dù là hắn cũng không nghĩ tới. Chỉ có điều, nếu Điền lão sư mở miệng, hắn không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng. Được. Lưu sư, Trương Huyền đều có chút mất hứng. Thật ra Điền lão cũng vô cùng phiền muộn. Trước đó Lưu sư viết thư cho hắn, quả thật có nhắc tới Lục Tầm, rõ ràng có ý định thu làm học đồ. Chính vì vậy, hắn mới đặc biệt mời tới, cố ý chuẩn bị thêm một chén trà, đợi hắn qua, giả vờ sát hạch, trên thực tế là để tiện giới thiệu. Ai biết, Lục Tầm không qua, Trương Huyền tới trước. Hơn nữa nhìn thái độ của Lưu sư, chắc là coi trọng vị Trương lão sư này, bỏ qua Lục Tầm, khiến cho chuẩn bị của hắn trước đó đều thất bại. Hắn tự nhiên có chút mất hứng. Cho nên hắn mới tạm thời đưa ra thử thách này. Nếu không, đã sớm nói với Lục Tầm. Kết quả lại để cho đối phương không có cách nào trở thành học đồ, chẳng phải rất mất mặt sao? Lục Tầm nghe theo an bài của Điền lão. Cũng hiểu rõ ý của đối phương, sắc mặt Lục Tầm vui vẻ, ôm quyền mở miệng. Nếu muốn thử thách, chung quy phải có nội dung, không biết thử thách cái gì. Biết không có thể từ chối, Trương Huyền cũng không lại giàu dĩ nữa. Các ngươi là vị uống trà, đương nhiên phải thảo luận về trà đạo. Điền Long ở một bên bực bội nói. Trà đạo. Trương Huyền nhíu mày. Trương lão sư chưa bao giờ tiếp xúc qua trà đạo, thử thách trà đạo, khó tránh khỏi có phần bất công. Hoàng Ngữ có chút không nhịn được, mở miệng. Nàng và vị Trương lão sư này tiếp xúc tương đối nhiều. Đối phương là đại sư thư họa, đối với trà đạo lại hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí trước lần nói chuyện ngày hôm nay, hắn nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Thử thách người hoàn toàn không biết gì về trà đạo. Đây không phải là cố ý gây khó dễ sao? Hơn nữa, theo nàng biết, Lục Tầm lại từng đặc biệt học qua trà đạo. Tuy rằng không bằng Điền Long, nhưng thật sự từng nghe Điền lão truyền thụ. Chí ít có thể pha ra nước trà nhất cảnh. Loại sát hạch này, cho dù là người mù, cũng có thể nhìn ra sự không công bằng. Muốn trở thành danh sư học đồ, biết nhiều kiến thức là tất nhiên. Các loại chức nghiệp chắc hẳn phải đều có đọc lướt qua. Trà đạo thân là một trong những chức nghiệp trong cửu lưu. Thịnh hành trong toàn bộ vương quốc, làm sao có thể không biết, không hiểu. Nếu như, Trương lão sư thật sự cái gì cũng không biết, vậy thật ngại quá, chén trà này không thể làm gì khác hơn là ta uống. Lục Tầm khẽ cười, ánh mắt lộ ra tự tin, trên mặt đầy vẻ nho nhã. Thằng nhóc, đấu với ta sao? Xem ta có đánh chết ngươi hay không? Không sai, nếu như ngay cả trà đạo cũng không biết, còn làm danh sư học đồ cái gì? Chủ động chịu thua là được. Tránh khỏi mất mặt xấu hổ. Vương Siêu mở miệng. Vừa rồi mất mặt, tìm được cơ hội, hắn lập tức trả thù một câu. Được rồi, tuy rằng hôm nay ta mới nghe nói tới trà đạo. Chỉ có điều, có thể lập tức học tập, muốn thử thách thế nào, trực tiếp bắt đầu đi. Nhìn thấy được bộ dạng rắm thối của đối phương, Trương Huyền lắc đầu. Đã có người muốn bị đánh vào mặt, vậy hắn sẽ hung hăng tát một cái. Tuy rằng ngày hôm nay hắn mới nghe nói tới trà đạo. Nhưng trong tàng thư khố của vương quốc, sách liên quan tới trà đạo tròn 7-8 giá sách, ước chừng hơn vạn quyển. Trước đó, hắn chỉ thu vào thiên đạo đồ thư quán, vẫn chưa quan sát, học tập. Hiện tại, đến lúc xem rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 260.